Mến chào cả nhà. Dạ em chào thầy. Từ từ thầy, hôm nay mic thầy hơi bé. Mến chào tất cả các bạn. Bé à, nghe chưa được à hay sao? Dạ nghe em tiếng Tiếng này thầy nhỏ thôi. Không dám nói to. Tôi không dám nói to. Vì đang vẫn phải giữ cái giọng. Từ Tình sức hôm khỏe gặp của thầy sao rồi ạ? Thầy Chúng mình khỏe đến chưa này. thầy? Cảm ơn bạn thông báo tình hình là tôi đã vượt được qua 15 ngày được xem nào, đúng là 15 ngày bị Covid. Gia đình tôi cũng đã vượt qua, coi như tạm dùng chữ vượt qua vì bệnh này mình đâu có dám nói trước. Mẹ tôi, bà xã của tôi đã đi từ bệnh viện dã chiến về rồi ở nhà rồi. Còn tôi thì cách ly tại nhà thì cũng đã được 2 tuần. Ngày mai là được 2 tuần. Con cái cũng khỏi, ít nhất là coi như là thấy sinh hoạt bình thường, chứ mình cũng dùng cái chữ khỏi Covid thì rất sợ. Tôi đã vượt qua được 2 cái tuần khó khăn là tuần vừa rồi và tuần trước nữa. Đặc biệt rất khó khăn vì vẫn cố gắng tham lam trong việc giảng dạy và vẫn đang nhiễm Covid. Cách đây ngày hôm kia thì tôi test lại, test nhanh tại nhà thì một vạch rồi. Cần chờ xã phường xác nhận nữa là mình được giải tỏa căn nhà ra hay không. Tức là hiện trạng là nguyên gia đình tôi bị Covid. Hôm nay giọng của tôi cũng sẽ không dám nói mạnh vì lý do vẫn còn mệt và vẫn còn có thể nói gắt lên một cái là hơi thở nó sẽ mệt và nó hụt. Trước Chúc mắt mừng thì nhân tình ngày hình của con thầy và gia đình ạ. nhân ngày sức khỏe. Rồi, cảm ơn các bạn. Nói chung là bị Covid sợ nha. Có thể các gia đình các bạn có thể có người đã bị và có thể các bạn đã vượt qua hết cả rồi, nhưng mà tôi không biết tâm lý các bạn như thế nào, nhưng mà đối với cá nhân tôi thì bị là sợ. Chứ không dám nói mình gáy là mình ví dụ mình đã qua một phần rồi mình dám gáy không, bệnh này không dám gáy. Bệnh này bị là sợ. Các bạn có sợ không? Dạ có Bạn sợ chứ thầy? Bởi vì cái chuyện này, bệnh này chết người không nói trước được nhá. Cái cơ địa của mỗi người cực kỳ khó biết. Cho nên không dám nói, không dám bệnh này không dám nói hay. Sao mọi người có sức khỏe có ổn không? Nhà ai có ai bị gì không? Dạ không thầy, nhà em may mắn không ai bị xấu hết thầy. Cái Dạ. coi như là may mắn đi, hãy Dạ. xem đó là may mắn. Và tôi vượt qua được cho đến thời điểm này thì vẫn coi phải dùng chữ là may mắn, chứ không dám dùng chữ gì khác. Nó mệt lắm các bạn ạ, nó mệt và nó sợ nữa cả, vì nó còn cả những cái hội chứng, ví dụ hội chứng đông máu, hội chứng cơn bão cytokine gì đấy hay bão gì đấy chả biết. Cái chuyện này nó tùy từng người, không dám nói. Mình chưa bị thì mình may, cố gắng chích vaccine nha, giữ khoảng cách với thứ đề phòng thôi, chứ còn bị vào này nói chung mệt đấy. Nói chung tại thời điểm này tôi dám nói là vượt qua, tạm vượt qua, tạm thôi, nhưng mà vẫn chưa được ra khỏi nhà. Nhà dán cái, người ta dán đến xã phường, người ta đến người ta dán cái băng rôn đấy, nhà có người cách ly tại nhà F0, có chữ F0 dán to lắm, chữ cách ly tại nhà, đi ra ngoài phạt 5 triệu. Giăng mấy cái tờ cái sợi dây đỏ đỏ xanh xanh ấy, đỏ đỏ trắng trắng đấy. Giăng ngang cổng. Không có những trải nghiệm đáng nhớ thôi. Sợ đấy nha, đừng có đùa anh em, không có gáy đâu á, tao nói trước thằng nào chưa bị thì cũng cẩn thận chứ đừng có gáy. Sợ như thầy, bệnh này dễ đi lắm mà Dễ mình đi đúng rồi. mình chưa làm mà. Chính xác, bệnh này là dễ đi. Không biết đi thế nào đấy. Thuốc nó chưa có thuốc đặc trị hẳn, nó đang có cái thuốc nó đặc trị gì đó nhưng mà vẫn còn mắc hay là chưa có phổ biến. Đấy. Không đùa. Nó chuyển nhanh lắm anh em bạn, nó chuyển chuyển trạng thái nhanh lắm, ví dụ như bà xã của tôi là nó cũng chuyển vài ngày mình chống đỡ được, xong vài ngày sau bắt đầu là oxy nó tụt. Oxy nó tụt còn 92. Mình mua cái máy đo ở nhà sẵn mà. Nó tụt, nó bắt đầu cái hơi thở bắt đầu nó mệt ngay. Không có đùa được.
tuổi là tuổi cũng gọi là cái tuổi đang tuổi ví dụ là tuổi sung sức chẳng hạn mà vẫn có thể bị đánh gục đấy. Sợ sợ cái chỗ đó mà nó nhanh chứ không phải là cái có những cái bệnh mà nó dài 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 mình nhây nhây mình sống chung mãn tính không nói đây nói vậy để các bạn biết. Rồi, hy vọng mọi người ổn ha. Bây giờ xem mình quay trở lại, cảm ơn mọi người có cần gì chia sẻ không trước khi mình quay trở lại câu chuyện học hành. Có ai có chia sẻ gì không ạ? Chúng nó lại im lặng kìa. Chia sẻ thì cũng có thôi ạ. Nói chuyện gì đi, sau cả một tháng không gặp nhau vẫn chưa bao giờ biết mặt nhau nữa. Hình như bạn của em từ bỏ cuộc đua rồi thầy. Bạn ấy từ bỏ công cuộc ép sung rồi sao? Là sao? Có vẻ như, có vẻ như đợt này bạn ấy đi dân quân hơi hơi kín lịch hay sao? Em thấy bạn không theo được cái lịch học lắm, cũng hơi nóng ruột thì. Tức là bỏ học FPT ấy hả hay là sao? Không, tức là nó không tham gia thôi chứ bỏ học không thì em không biết. Nhưng mà cũng hơi nóng ruột. Tại sao mày lại phải nóng ruột cho nó? Bạn mình và thầy. Không. Bạn chắc chắn là chắc chắn mình chơi với nhau thì mình cũng phải có sự quan tâm là đúng. Nhưng mà tại bạn có biết rằng nhiều khi bạn mình nó đó là sự lựa chọn của nó không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, ba má nó sẽ phải lo cho nó. Nói không phải ích kỷ đâu. Đấy không phải sống ích kỷ. Có những gã mà người ta chưa biết lo cho người ta thì để cho ba má nó lo, chứ mình không có trách nhiệm. Mình sẽ chơi cùng với những người khác để cùng win-win cơ. Chứ còn những có những cái kẻ mà ví dụ như có những người người ta chọn những cái lý do là sang ngựa, sang đường khác, hay quyết định chọn của cái phương án là chơi, cứ để người ta chọn. Và cái hay nhất của cuộc đời này sẽ vả vào mặt cả. Chứ còn mình cũng chả lo được, không phải vì mình ích kỷ, không. Cuộc sống mình nó còn đủ khốn nạn rồi, đủ sấp mặt rồi. Sẽ giúp bạn bè khi bạn bè cùng cả, cũng phải cùng hành trình cả. Chứ còn bây giờ nó không cùng hành trình thì giúp nó là vô nghĩa. Ví dụ mày cùng hành trình học, mày gặp khó khăn, chúng ta cùng chung tay với mày và mày cũng phải cùng lăn xả vào cơ, thì đấy mới gọi là giúp. Chứ còn có những kẻ ví dụ giả sử người ta đã quyết định chọn không học mà lại vẫn muốn qua môn hay đại loại gì đó, quan điểm của tôi kệ mẹ. Và tại sao mình phải lo cho những cái điều vô bổ như thế khi có gã khác không phải lo? Và những cái kẻ đã tự lớn rồi, tự nhận thức rồi, biết cuộc chơi và biết cuộc chọn thì phải có trách nhiệm với cái chọn thôi. Hiểu chưa Thắng? Vâng ạ. Bạn thân là phải chơi cùng nhau, cùng hiểu nhau, rồi cùng một chí hướng chẳng hạn, hay là cùng tôn trọng nhau, giúp nhau lúc hoạn nạn, chứ không phải giúp những cái thằng đó lười chẳng hạn, thì đấy mới là đúng nghĩa. Chứ còn đừng có nhầm lẫn trong cái kiểu tình bạn nhá. Đôi khi tình bạn mà hy sinh kiểu mù quáng là không có đúng đâu. Tôi nói thiệt, không có đúng đâu. Kéo nhau chết chìm cũng không đúng. Không phải. Mày có cố gắng và mày gặp khó, tao giúp. Chứ còn cái kiểu mà gọi là dựa tim hay gì đó thì tôi cũng không biết chính xác tình bạn của bạn là sẽ kiểu gì. Nhưng mà tôi phân tích thêm các góc nhìn đấy để bạn biết, suy nghĩ. Còn một cái cách giúp đời hay nhất á. Tôi thường nói với sinh viên cách giúp đời hay nhất á. Là mình làm thật nhiều tiền. Có tiền mình giúp được đời đấy. Có tiền là giúp được đời đấy. Giúp rõ và nhanh, ngay và luôn cơ. Cực kỳ hiệu quả luôn nếu bạn có tiền mà giúp người. Tất nhiên tôi vẫn đang nói là giúp những hoàn cảnh cần phải giúp. Chứ còn những cái thằng ăn chơi thì không cần phải giúp. Những thằng mà không gọi là vô lo, không cần phải giúp. Bởi vì những dạng đó nó sẽ phải cần có một cái cú vả của cuộc đời thì nó mới tỉnh. Cái đó tôi nói thật đấy. Cú vả của cuộc đời, tỉnh ngay. Thế nào cú vả của cuộc đời? Hay đi ra đời đéo có kiến thức. Tay không đéo có kiến thức. Rồi, sẽ không có job. Hoặc job lương thấp.
một ngày cũng 8 tiếng quần quật, đổ rất nhiều mồ hôi, rất ít tiền. Đấy là cú vả rất rõ ràng. Tất nhiên mình không chê cái nghề lao động tay chân và bất cứ nghề lao động nào đều chính đáng cả khi phải bỏ sức ra làm. Nhưng tôi đang nói trong góc độ là khả năng, là nếu mình còn khả năng về học hành, mình có điều kiện học hành thì mình phải có kiến thức, trau dồi kiến thức ngay. Vì từ kiến thức thì nó ra tiền nhanh hơn và ra hiệu quả hơn so với việc chỉ dùng cái sức học. Đấy, mình phải nhìn đúng góc độ chứ còn không coi thường việc nghề nghiệp. Và trong cuộc sống có những người, người ta không có điều kiện, nhà người ta quá khó khăn, người ta phải vào đời sớm, thì người ta đành phải bỏ lỡ cái cuộc đua kiến thức, thì người ta phải vào, người ta bán sức để người ta lao động, người ta kiếm tiền ngay. Thì cái chuyện đấy là do hoàn cảnh gia đình. Chứ còn tôi đang chỉ bàn về những cái gã mà vấn đề là có điều kiện một chút, nhà chưa khó khăn mà không chịu học, thì cuộc đời nó vả vào mặt một cách rất dã man và lúc đó sẽ hối hận. Tôi thấy nhiều lắm rồi. Đấy. Đấy, chúng mày nhìn đến góc độ đó để mình chuẩn bị tinh thần nha, và chuẩn bị cái lộ trình cuộc đời mình cho nó tốt các con ạ. Tôi nói thật đấy, cuộc đời nó công bằng theo nghĩa. Tất nhiên là mình, anh em mình hay nói cuộc đời công bằng hay không công bằng thì nó sẽ khó có cái 100%. Nhưng nó có một cái công bằng cơ bản là mày không làm thì mày éo có ăn. Cái câu này câu luôn luôn đúng nha, không làm thì không có ăn. Mà ngay cả nói kiểu phản động, nói cái kiểu mà gọi là không có hay ho đạo đức này này, ngay cả cái thằng nghiện và ngay cả cái thằng 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 cướp giật thì nó cũng phải đi làm, đi làm trong ngoặc kép, tức là phải đi cướp thì nó mới có tiền. Nghiện nó phải đi cầm cái ống chích ra nó xin rồi thì bắt đầu người ta mới cho tiền, chứ không phải tao nhìn thấy mày trời ơi mày vã thuốc quá tao thấy thương tao cho mày tiền. Đéo, ít ra mày phải đe dọa tao cái đã thì tao mới được, ít ra mày phải cướp thì mày mới có tiền. Mọi người hiểu cái cách mà anh nói nghe nó hơi giang hồ một chút xíu, nhưng mà như ý tôi nói góc độ là bây giờ mình muốn có tiền để mày tiêu ấy, để mày ấy, là bắt buộc mình phải làm cái hành động gì đó, hiểu không? Hiểu. Tức là mình đang nói góc độ là phải có hiểu, hành hiểu động thì mới có tiền. Còn vấn đề là sau khi cái hành động đó mà bị bà con đập cho một trận hay là cho vào nhốt vào đội Juventus vào tù thì đó là cái chuyện của mỗi cái người, sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng bạn thừa biết một điều rằng là muốn có tiền để tiêu, để có đồ ăn, chắc chắn là bạn phải đi làm. Hoặc một tình huống là thừa kế từ di sản cực lớn của ba má thôi. Chuyện đó thì thôi, nhà có điều kiện kiểu đó thì ngồi đây nói là mẹ gì. Đi chơi thì cho rồi, chứ tự nhiên có nhà có điều kiện mà lại phải ngồi đây nghe lão Hoàng này lão ấy chửi. Là bullshit mẹ rồi. Đấy, trừ cái dạng đó thôi. Còn nếu nhà các bạn mà chưa đến mức độ là cứ ngồi mà ăn tiền cho nó hết thì suy nghĩ về việc học. Luôn phải suy nghĩ về việc học. Đấy, kẻ nghiện này, cướp giật này nó cũng phải đi làm trong hoặc kép thì mới có tiền. Tất nhiên làm đó là không bao giờ được hoan nghênh. Đi lợi ngược lại luân thường đạo lý của xã hội thì chuyện này mình không chấp nhận được thôi. Mày sáng rõ được tình bạn và sáng rõ được cái việc là có nên lo cho bạn bè mình hay không chưa, Thắng và những anh em khác. Được rồi. Quan điểm của tôi rất rõ ràng nha, không gánh tìm, không cần tìm. Còn thằng nào lười học, cái mẹ nó nha, thật sự đấy. Trừ khi mày tụi bay nợ nó quá vì tiền nhà tiền các thứ thì mình đôi khi mình phải giúp nó phần kiểu đó thôi, nghiến răng mà giúp thôi. Chứ còn những cái thằng mà lười biếng ấy, kệ mẹ đi, nó có quyền mua điểm hay nó làm điểm mà cách nào nó học nhờ vả hay gì đó, kệ mẹ nó, yên tâm đi. Cuộc bạn cứ nhớ giùm tôi một câu, nhà tuyển dụng người ta khôn ngoan lắm. Nhà tuyển dụng tức là ông chủ trả lương, người ta thấy mày làm không được việc, người ta có thể mướn sai mày 1 tháng nhưng không ai cấm mày, người ta sa thải mày tháng thứ hai. Cứ nhớ câu đó cho tao. Cho nên có những cái thằng học nhờ vả bạn bè, hay là tao gặp nhiều, tôi gặp nhiều dạng đó rồi, nhờ vả bạn bè rửa tim rửa tiếc rồi mánh mung làm sao qua môn rồi còn gáy ghét. Đối với quan điểm cá nhân tôi chả thèm bắt cái mẹ nó, làm sao nó lừa nhà tuyển dụng được, nó có thể lừa thầy cô ở trường được, cái đó thì xứng đáng thì gáy đâu, cùng lắm mẹ chỉ lừa được 4 năm trong trường đại học thôi, còn đúng má mày phải sống đến 60 tuổi lận mà mày ngồi mày lừa những người trả lương cho mày được 60 tuổi đến 60 tuổi ấy hả, còn khuya à? Công việc người ta đo hàng ngày, daily report, tức là mỗi ngày phải báo cáo công việc nha, submit công việc lên hệ thống, báo cáo đầy đủ, có người giám sát. Mẹ kiếp không có tài năng mà ngồi mà làm được cái mồi mà né được ông sếp của mình được khoảng 1 tháng ấy, làm eo gì có. Cho nên chỉ sau 1 tháng thôi, nếu người ta có tuyển dụng lầm thì sau 1 tháng mình cũng lên đường. Ngẫm đúng không? Trả lời. Dạ đúng thầy. Dạ đúng hả? Đó.
Đây nói tới nói lui, mẹ ghép thằng nào không học kệ mẹ nó, bạn không gì phải lo nhé. Không phải là mình sống ích kỷ, không. Không phải mình sống ích kỷ. Tao sẽ chơi đẹp những thằng nào chơi đẹp. Thế thôi. Cứ nhớ học tôi là tôi hay theo cơ phong cách kiểu Mỹ. À, tôi thích kiểu Mỹ. Chơi đẹp. Win-win. Anh em mình cùng team, cùng nâng đỡ nhau, cùng giúp đỡ nhau, cùng phát triển. Thế thôi. Và lăn vào và làm. Cứ giỏi đi. Đừng có sợ mình giỏi hơn thằng bạn. Cái mẹ, cứ làm. Tôi, việc của mày là phải giỏi. Ra tiền. Làm điều mình thích. Đem lại niềm vui cho người khác. Triết lý sống rất đơn giản vậy thôi. Còn không vì những cái chuyện mà những cái thằng vớ vẩn để nó khiến mình có khi nó cũng kéo mình xuống nữa. Suốt ngày phải dính dáng với cái đám đó là kéo mình xuống. Vì cuộc đời đã xuống mẹ rồi. Nó kéo mình xuống đấy. Nên đừng có dại. Còn mày học chậm nhưng mày cố gắng chăm chỉ. Mày vẫn có biết được ý thức rằng cần phải học. Bọn tao sẽ giúp. Bọn tao vẫn kéo mày vào team. Trước bọn tôi học ở đại học cũng vậy. Những thằng nào không theo được, ai không theo được, tự loại khỏi cuộc chơi thôi. Còn anh em thì học chậm, học trước các thứ, chuyện nhỏ với nhau, giúp đỡ nhau hết. Đấy, tức là có đổ mồ hôi, sôi nước mắt thì mới có nó ăn. Ok, đấy là cái chia sẻ nhỏ nhỏ để cho các bạn biết, cũng nhận thức cho nó có những cái chính xác nhé. Chứ còn đừng vì những cái từ mà bạn bè rồi chơi phản bội hay cái gì đó thì rồi mình lại bị lậm vào mấy cái chữ đó thì nó không tốt. Sao Vũ Thái Bình sao? Chuyện gì vậy? À đồ. Vũ Thái Bình. Thầy. Mày mày lỡ on mic thì mày là mày nói xin lỗi thầy Hoàng và cả lớp để xin lỗi thầy em lỡ on mic sai thì có cái chó gì sao đâu. Nói coi. Xin lỗi mọi người vì tôi lỡ tắt quên tắt mic. Cái câu Bên đó này thì em chả ai lên trách mày. lên hô hào xong quên tắt mic. Ít ra mày cũng phải 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 chú ý về điều đó chứ mày. Mình lịch sự một câu thôi chứ có ai nói gì đâu. Nghe chưa? Dạ. Học tao học cả nguyên tắc giao tế chứ còn. Cái hay cái dở của thầy mày nó lộ hết rồi, chúng mày thấy. Khi mình làm phiền người khác, mình xin lỗi một câu thì chả ai chứ trách mình. Nhưng mình im im như vậy là không có đúng trong nguyên tắc giao tiếp thôi. Các bạn cẩn thận những điều nhỏ đó thôi. Lỡ on mic hay lỡ on cam cái thứ chuyện bình thường. Anh em mình sai lầm chuyện bình thường. Một câu xin lỗi. Tức là để có chú ý rằng mình đã gây phiền cho người khác. Thế là mọi người tha thu liền. Chả ai suy nghĩ đâu con. Nhưng mà đấy là cái nguyên tắc giao tế để mình tập. Rồi. Đấy là nhiều điều cũng một vài điều chia sẻ. Mọi người có chia sẻ gì không trước khi ta vào bài nào? Mọi người có chia sẻ gì không trước khi ta vào bài? Không ạ. Thì không có thầy. Có hỏi han gì không về việc học? Tao cũng đoán là sẽ không luôn. Sinh viên giờ dễ thương lắm. Ok, nếu các bạn không có gì thắc mắc, không có gì hỏi, không cần gì trao đổi. Thì bây giờ, tiến độ học của chúng ta, môn này thì các bạn biết rồi. Nó sẽ có cái phần thi. Cái này tôi đã từng nói trong lần trước rồi, tôi không sẽ không nói lại. Thì môn này chúng ta sẽ có cái bài thi practical exam. Nó rơi vào khoảng cỡ tuần thứ 13 hoặc 14. Chúng ta học 10 tuần lận. À, môn 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 này chúng ta học kéo dài đến khoảng 13 tuần lận. 13 14 tuần. Trong cái học kỳ bình thường của đại học FPT chúng ta là 16 tuần nhé. Các bạn phải nhớ học kỳ của trường đại học FPT chúng ta là 16 tuần. Trong đó nó kéo dài cái chia thành hai đợt học lớn, đợt học 10 tuần và đợt học 3 tuần. Đó, cho nên là cái môn này thì nó kéo dài đến 13 tuần lận chứ không phải là 10 tuần đâu. Cho nên cái lịch thi của nó sẽ dao động khoảng cái tuần thứ 13 14, chúng ta sẽ lịch thi final chứ không thi cùng với mọi người ở tuần thứ 10 11 đâu. Tức là chúng ta sẽ thi trễ khoảng hơn 2 tuần. Thì nhà các bạn sẽ theo dõi cái lịch thi của nhà trường để biết cái bài thi final. Thì tôi đã từng nói cái môn này là các bạn thi final là thi cái suộc của nó để thi nó lấy ở trong những cái bài quiz của cái môn mà cho các bạn học online. Rồi sau đó là có độ lại vài câu hỏi. Trong đó có một cái bài thi liên quan đến bài thi PE Practical Exam là bài viết luận nha. Thì cái nội
nội dung bài thi đó thì từ từ tôi sẽ cùng các bạn, tôi sẽ làm nhiệm vụ mentor thì tôi sẽ định hướng các bạn để giải quyết cái đề thi đó. Còn bài nội dung mà thi trắc nghiệm ấy, thì các bạn phải học nội dung môn học này để các bạn có thể gọi là vừa hiểu được nó và vừa pass được cái môn. Thì thực chất một điều môn này học á, đôi khi có một cái tâm lý các bạn học online á, nhất là đặc biệt cho Coursera, thì nhiều bạn có cảm nhận một điều rằng học sẽ không được gì. Tôi tôn trọng tất cả cái cách thức đánh giá của các bạn về các môn học, kể cả học offline với chúng tôi hay học online trên Coursera. Mỗi người sẽ có một cách tiếp cận, mỗi người sẽ có một cái cách học, mỗi người sẽ có một cái cách gọi là cái thói quen mà muốn mình phải, cái xung quanh mình nó cũng phải kiểu kiểu như thế đó. Thì tất cả những cái đó tôi sẽ không có đánh giá nha, không đánh giá cái nhu cầu của mỗi bạn. Tuy nhiên, bạn phải biết rằng cuộc sống chúng ta phải tập thích ứng. Nếu bạn đã chú ý một điều rằng là ít nhất những cái bạn nào ở Sài Gòn, ngoài quê có thể cái mức độ dịch nó sẽ khác hơn, nhưng nếu bạn nào đã ở Sài Gòn thì biết rằng trong một vài tháng vừa rồi đó là những tháng phải nói thực sự cực kỳ căng thẳng theo đúng nhiều nghĩa luôn, về nỗi sợ dịch bệnh, nỗi sợ bị bệnh, rồi việc bị cấm túc trong nhà, rồi việc ba má của chúng ta giảm nguồn thu đó, và rất nhiều thứ chúng ta bị giam trong nhà mấy tháng trời bức bối. Nhưng bây giờ bạn ngẫm lại, cuối cùng bây giờ bạn ngồi quay trở lại, chúng ta đang ngồi đây sống, đang còn thở được, và chúng ta phát hiện một điều rằng à đủ 4 5 tháng đổ vừa rồi chúng ta đã sống một cái điều sống, cuộc sống cực kỳ kỳ lạ mà chúng ta cũng đã sống được. Và nhiều bạn bây giờ có khi còn có cái cảm giác ở nhà thấy sướng quá, thấy an toàn quá, thấy tiện nghi quá, vì mà gần như mọi thứ có xung quanh, ba má vẫn xoay sở cách nào đó để có đồ ăn, còn internet thì có đầy đủ đồ chơi. Cho nên ý tôi muốn đang nói là cái khả năng thích ứng của con người chúng ta, tức là khi vào hoàn cảnh chúng ta sẽ thích ứng được, vẫn sẽ phải thích ứng nếu chúng ta muốn tồn tại. Còn tất nhiên có những người sẽ phải buông xuôi thì mình không nói. Thế thì cái câu chuyện học của cái Coursera này, này đặc biệt trong cái môn này nha, các môn khác thì tôi sẽ nó sẽ có những cái mức độ đánh giá quan trọng khác nhau, nhưng mà riêng cho môn mà tôi đang mentor cho các bạn tại thời điểm ngồi đây thì môn này đánh giá là một môn quan trọng. Cái đó tôi nói thật, quan trọng theo đúng nghĩa của cái môn học, tức là môn nó đánh giá, nó giúp các bạn hiểu về quy trình làm phần mềm, tức là tôi đang nói về tên môn nhé, và ý nghĩa của cái môn nó là quan trọng. Còn còn cái về cái nội dung bên trong nó có đủ để truyền tải hết cái thông điệp quan trọng đó hay không thì nó còn lệ thuộc vào chất lượng giảng dạy của các giáo sư trong cái môn học, và nó còn lệ thuộc vào vào cả cái cách mà bạn tiếp cận cái nội dung học đó nữa. Thì tôi cũng nói trước, cái nội dung học của môn này các giáo sư giảng ấy, là nó mang tính chất hơi hàn lâm. Hơi hàn lâm tức là nó hơi lý thuyết. À, cái đó tôi phải nói trước luôn. Đó, cái môn học này các giáo sư giảng khá hàn lâm. Đó. Chứ nó không dễ dàng để cảm nhận được là mình dễ hiểu được đâu. Nó hàn lâm tức là nó mang tính chất khá lý thuyết, nên khiến cho các bạn cảm nhận rằng nó sẽ khó nắm bắt đấy, chứ chứ không phải là dễ để nắm bắt đâu nha. Rồi thế thì việc của các bạn, tuy nhiên nó cũng dễ hiểu, chứ môn học này nó không dễ hiểu, trừ cái môn số 4 là môn khó hiểu, môn số 4 đặc biệt khó hiểu. Tuy nhiên nhưng mà theo tôi biết thì theo giới giang hồ đồn đại thì cái suộc của tất cả các bài quiz của cái môn này thì cũng đã có hẳn trên trên Quizlet.com hẳn rồi. Đó, rồi việc các bạn mà làm bài với nhau rồi các bạn tự chấm với nhau thì đó là cái truyền thống của nhà FU chúng ta, thì tôi cũng biết có chuyện đó. Nhưng mà đối với cá nhân tôi thì như tôi đã từng nói rồi, việc học là việc của mỗi người, cái cách bạn đối diện với vấn đề là việc của bạn ha. Chỉ miễn là sao bây giờ quan điểm cá nhân của tôi là bỏ tiền bỏ thời gian thì cũng phải lượm được một chút xíu kiến thức nào đó, chứ không đơn thuần chỉ là ngồi nói chung chung rồi mình gáy thôi thì nó không đạt được cái điều gì cả. Đó, cho nên là vậy, cái môn này các bạn sẽ học rất quan trọng về cái quy trình làm phần mềm. Tuy nhiên các bạn sẽ bị lủng, tức là vì lý thuyết ông giảng, các ông giảng lý thuyết khá nhiều. Đó, cho nên là mình nắm được lý thuyết là điều tốt, nhưng mà đôi khi mình thiếu cái sự va chạm, cái kiến thức thực tế do bài giảng nó không có. Ví dụ các ông chỉ nói lý thuyết thôi, cho nên tôi sẽ lấp cho các bạn một phần về cái phần mà bị thiếu hụt đó. Tôi vừa gửi cho cái lớp mình cái đường link, tôi xin lỗi là xóm hẻm hôm nay thì ô tô người ta bắt đầu tháo ra rồi, cho nên ô tô bắt đầu đi qua lại nó hơi ồn ào, các bạn thông cảm một chút, giọng tôi thì cũng không chưa dám nói to nhiều. Thì
Tôi vừa gửi cho các bạn đường link YouTube. Trong đó tôi có giảng, tôi ghi lại cái bài giảng của tôi trong hai mùa, mùa trước và kỳ này, kỳ trước và kỳ này. Thì các bạn có thể nên xem qua tất cả những bài giảng này. Trong những bài giảng đó có cái bài nhập môn về công nghệ phần mềm đấy, nhập môn kỹ thuật phần mềm ấy. Thì trong đó tôi có giảng những phần mà trong bài giảng của ông giáo sư này các giáo sư không nói hết, hoặc người ta nói rất chung chung. Rồi trong cái môn, một cái YouTube của tôi thì nó có môn software testing nha. Có software testing thì trong đó có giảng rất nhiều phần mà chính trong cái môn này, môn mà Coursera các bạn đang học, thì các ông chỉ nói lý thuyết thôi, các ông không nói một chút xíu là thực hành. Thì tôi có vận dụng luôn cả mấy cái thực hành đó vào trong cái bài giảng luôn, và tôi có ghi lại video với các thao tác thực hành cụ thể luôn. Thì rảnh thì cày những cái video của tôi, nó sẽ giúp cho các bạn, chứ không phải tôi bảo các bạn phải cày rank cho tôi hay là cày view cho tôi. Tôi chia sẻ kiến thức vì tôi đang giảng trên lớp luôn, tức là tôi có sao tôi giảng y chang vậy và tôi không cắt cúp nội dung. Cho nên các bạn có thể xem được toàn nguyên văn tất cả bài giảng của tôi liên quan đến những nội dung các bạn đang học, mà tôi giảng theo kiểu offline đó. Thì để nó bổ trợ thêm cho các bạn, ví dụ như từ GitHub, từ requirement, từ quy trình CI trong môn này, các ông chỉ nói chung chung thôi mà các ông không nói tên của cả phần mềm luôn, thì tôi có giảng hết nha. Rồi cách vẽ diagram tôi có giảng luôn, và tôi lại ghi lại video nhân cái mùa online thì mình để tiện lợi được cái việc ghi lại bài giảng. Thì tôi đã vừa gửi đường link cho các bạn, thì các bạn rảnh các bạn xem, nó tốt thêm cho kiến thức của các bạn, chứ không hàm ý là quảng cáo cho tôi. Cái đó tôi nói trước nha, tôi là tôi chia sẻ thôi đấy. Thì để các bạn biết đường mà có thêm cái thông tin gọi là đối chiếu, rồi thông tin để bổ trợ thêm kiến thức. Tôi tin rằng tôi giảng rất kỹ nha, tôi tin rằng tôi giảng rất kỹ và tôi chỉ dẫn rất chậm từng bước một. Tất nhiên trong lớp này tôi sẽ chỉ một phần chứ không không chỉ được hết, bởi vì cái khuôn khổ chúng ta gặp nhau có mấy buổi online thôi à, chứ chứ không gặp được nhiều. Trong cái kia nó cả một cái series dài bài giảng. À, tất cả mọi nội dung tôi ghi lại nó đều đan xen với nhau và liên quan với nhau. Tất nhiên tôi chia thành topic rồi, các bạn đi theo những cái playlist để các bạn có thể xem. Đấy, đấy là điều mà tôi muốn chia sẻ thêm các bạn. Còn như tôi đã từng nói với các bạn, trong môn học này thì gặp nhau nó không phải là bắt buộc, và tôi đã điểm danh sẵn cho các bạn ngay tại thời điểm tôi đang nói với các bạn. Tôi đã điểm danh sẵn cho tất cả lớp rồi, không cần phải gọi tên ai cả. Cho nên đối với tôi, để tôi để các bạn tự do, nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ gặp các bạn đầy đủ các buổi để mentor, để hướng dẫn cho các bạn. Trừ phi các bạn có câu hỏi trước cho tôi thì tôi sẽ giải đáp xong rồi tôi sẽ giảng thêm nhé. Thì tôi đã điểm danh, nếu bạn nào không thích mất thời gian cho những cái việc ngồi gặp tôi ở đây, cứ có quyền off. Không không tôi không bao giờ làm khó tất cả các sinh viên. Còn tất cả các bạn còn ở lại thì tôi cũng sẽ giảng cho các bạn nghe về cái môn học này, và giảng về môn nhưng đồng nghĩa là giảng luôn trong quá trình các bạn sẽ vận hành thực sự trong cuộc sống luôn, chứ không phải mang ý nghĩa là chỉ giảng bám sát theo nội dung môn đâu nha. Tôi sẽ lồng kiến thức thực tế vào để các bạn bắt nhịp môn học cho nó dễ. Đấy, thì mỗi buổi mentor tôi sẽ cố gắng tôi lồng được một vài điều. Thì liên quan đến cái nội dung môn học này thì nó có một vài thứ mà tôi cần phải định hướng trước cho các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ share cái màn hình và tôi sẽ nói các bạn cần chuẩn bị cái gì cho tôi cho lần gặp tới nữa. Chúng ta sẽ có một vài thứ liên quan đến việc mấy cái đồ chơi nha. Rồi, trước khi tôi đi vào phần chia sẻ thêm thông tin nữa cho môn học, thì các bạn nào có thắc mắc hay có hỏi đáp hay có cần trao đổi gì không về việc học hành trước khi tôi đi tiếp? Dạ, không thầy. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ tôi sẽ share cái màn hình để mình sẽ nói chuyện với nhau cho nó dễ. Những cái nốt mà tôi cần các bạn lưu ý nha, và những thứ mà các bạn cần cần chuẩn bị cho đợt tới. Chờ tôi xíu. Những phần tôi chia sẻ số này thì bắt nó sẽ dính dáng đến cái việc các bạn đi thực tập luôn. Các bạn đang dừng ở kỳ 4. Kỳ 5, các bạn học hết kỳ 5 các bạn đi thực tập. Thì đến kỳ 5 thì chắc chắn tôi biết rằng sẽ rất nhiều người gặp lại tôi ở trong kỳ 5. Vì tôi giảng ở kỳ 4 và kỳ 5 nhiều.
Kỳ 1, kỳ 2 có. Kỳ 4, kỳ 5. Thì kỳ 5 là kỳ cực kỳ quan trọng. Vì kỳ 5 là kỳ chuẩn bị nền cho các bạn, chuẩn bị tất cả mọi thứ cho bạn để các bạn đi thực tập. Các bạn có kỳ 6 đi thực tập. Cho nên là ngay khi gặp kỳ 4, gặp tôi thì tôi báo trước cho các bạn biết các bạn phải chuẩn bị cho tôi cái kiến thức nền cho chắc, kiến thức về hướng đối tượng, nha. Kiến thức về database đủ chắc, không cần phải quá sâu, nhưng đủ chắc. Ví dụ những cái thiết kế class, thiết kế về interface, đó. Rồi các nguyên lý hoạt động của nó, cách tổ chức class cho nó tốt, như đó được rồi. Database, biết căn bản về SQL, SQL, đó. Biết cách thiết kế, hiểu được thế nào là dạng chuẩn, như đó đủ rồi. Sau đó các bạn phải học cho tôi, chủ động học thêm một cái framework nào đó. Framework, ví dụ như là những framework về Java, ví dụ như String Boot, ví dụ như mình tôi đang nói chuẩn bị luôn đấy nha, mình sẽ ghi cái chuẩn bị. Vì các bạn gặp tôi thì tôi luôn luôn nói những điều xa xôi hơn để mình chuẩn bị cho tương lai, chứ không có ý định là hù nha, không có một ý định nào là hù. Ví dụ bạn phải chuẩn bị về OOP, bị database một cách căn bản. Bạn phải chuẩn bị về một cái framework nào đó mà bạn yêu thích. Framework lập trình nào đó, cho kiểu front end hay back end đều được nha, tùy bạn. Một framework về front end hay là cái back end mà bạn thích. Ví dụ bạn có nghe những cái String Boot, có thể học trước được, không ai cấm bạn. Bạn đọc trên mạng được, có Node, JS, không ai cấm bạn. Đây là một trong những cái framework về front end, back end, tức là chẳng qua là cái cách thức mà viết code nha, cho một cái môi trường nào đó thôi. Không ai cấm bạn học cái khác nha, không ai cấm bạn học cái khác. Thế là chuẩn bị, tức là có kiến thức, biết về nó, làm thử nó, làm những cái sample về nó, thế là được rồi. Đây là cái điều mình đang chuẩn bị cho kỳ 5 luôn đấy, tức là kỳ 6 á, mình chuẩn bị cho kỳ 6 luôn nha. Thì tất nhiên trong cái kỳ này thì tôi giảng, có giảng và tôi sẽ chuẩn bị cho bạn thêm nhiều kỹ năng nữa. Còn tất nhiên các framework thì nhà trường sẽ không bao giờ dạy framework. Nguyên tắc của các trường đại học là không bao giờ dạy framework. Vì framework nó có thể sẽ thay đổi trong tương lai. Đây là cái cách mà công nghiệp người ta vận hành thôi. Nhưng mà có thể một vài năm thì cái framework nó bỏ, nó lại chuyển sang framework khác. Nhưng các trường đại học không bao giờ người ta chạy đua theo framework, mà người ta chạy những cái phần nền, dạy những cái phần nền để rồi sau đó mình có khả năng học rất nhanh các framework dùng cho cái công việc. Thì đấy là cái điều mà các bạn phải lưu ý về cái lộ trình học. Thì kỳ 5 là phải chuẩn bị trước, cho tức là từ giờ đến kỳ 5 các bạn phải chuẩn bị cho tôi được những điều này. Tự học, không có chờ. Mai mốt mình đi làm vậy à, xếp rau việc thì mình phải xoay sở chứ, mà mình xếp. Mà ông lại ngồi làm cùng mình nữa thì ông tự nhiên mướn một thằng về trả lương xong rồi cuối cùng lại phải ngồi chỉ ra từng bước một. Thế thì làm mẹ nó cho nó nhanh. Đó cái logic vấn đề như vậy. Và đấy, vậy thì kỳ 4 tôi sẽ chuẩn bị cho các bạn ở ngồi đây với tôi một vài nội dung mà nó còn bắt nhịp vào cái kỳ 5. Đấy, nó bắt nhịp vào cái kỳ 5. Thì với cái kỳ 4 mình thì bây giờ tôi đề nghị bạn về nhà bạn chuẩn bị trước cho tôi những cái điều này. Đó. Tôi sẽ share cái màn hình để bữa sau mình gặp nhau. Mình sẽ có cái để mình nói chuyện. Nào. Bạn thứ nhất bạn Jira.com. Jira.com. Đó. Nha. Cái Jira.com này nó là một cái nền tảng nha, một cái nền tảng. Một cái nơi mà nó giúp mình hiện thực hóa được rất nhiều thứ liên quan đến cái môn học mình đang học, tức là cái quy trình Scrum. Quy trình Agile, Agile mà mình đang học nó nằm ở đây. Thì bạn đăng ký member nhé, bạn đăng ký member cho tôi. Try it free. Các bạn chưa cần làm vội bây giờ, nhá, nghe tôi hướng dẫn đã. Đó thì khi bạn đăng ký, khi bạn đăng ký cái màn hình của nó thì nó sẽ có cái try it free. Rồi, bạn cứ nhìn thôi, bạn nhìn để nhớ thôi, cũng không có gì về phức tạp lắm đâu, đăng ký thôi mà. Thì bạn sẽ chọn, yêu cầu bạn chọn cái gì. Đó. Yêu cầu bạn chọn thì bạn không chọn hai cái này, bạn chỉ cần chọn cho next thôi. Cái nhìn thôi nó đơn giản thôi, nhá, không gì phải lo lắng nhá. Rồi, bạn sẽ đăng ký với cái email Gmail của trường mình hay là Gmail cá nhân đều được, không ảnh hưởng. Rồi, bạn sẽ nhập cái username password vào gì đó nhá. Nhập cái email cái thứ này nọ vào rồi cuối cùng nó sẽ báo câu là bạn ơi, bạn check cái email đi để nhận cái email rồi activate nó lên thôi. Chẳng vấn đề gì cả. Thì khi bạn đó xong thì bạn sẽ đến cái màn hình này, tức là bạn login vào được, nó sẽ đến cái màn hình này. Thì bạn chọn cho tôi chữ Jira Software, nhớ nhá, chọn cho tôi chữ Jira, vì mình đang tập trung vào cái Jira. Jira là cái gì? Là một cái tool, là một công cụ mà giúp mình vận hành nhóm, phát triển phần mềm.
nó liên quan đến môn này. Đó. Jira Software. Ok. Rồi, bạn chọn nó thôi. Thì cuối cùng nó vào được cái màn hình này. Các bạn dừng ở cái màn hình này cho tôi được rồi. Nha. Bạn dừng vào màn hình. Nói chung cúm lại là bước thứ nhất là cái chọn next next. Rồi thứ hai chọn cái Jira Software. Rồi coi như vào được cái màn hình mà nó có nút bấm tạo mới project là được rồi. Để bữa sau tôi hướng dẫn các bạn thực hành về việc này. Nha. Đấy, thì nói chung là dừng lại đó thôi. Thì khi mà giả bộ khi bạn new mới project ấy, nếu bạn cố tình bạn new thử nghiệm chơi không sao cả, thì bạn sẽ thấy có chữ Kanban, chữ Scrum. Nó chính là trong liên quan nội dung môn học số 2, môn học số 3 của các bạn. Nó nằm ở đây. Nó nằm ở đây. À, thì cái tôi muốn các bạn nó là đăng ký trước cho tôi cái account này để mình có thể thực hành, mình thử thực hành cái thao tác nha. Thử thực hành các thao tác liên quan đến cái quy trình làm phần mềm mà dựa trên một cái phần mềm khác. Đó. Thì nó cái chữ Scrum sẽ xuất hiện, lát hồi tôi sẽ giảng cho các bạn nghe. Rồi, đây là cái đầu tiên mà tôi muốn các bạn phải cài đặt cho tôi, đăng ký member để các bạn có thể làm được điều này nha. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tool này một chút xíu và nó dính dáng đến môn học của mình. Đấy là điều đầu tiên. Tiếp theo, các bạn tải cho tôi cái phần mềm tên là Star UML. Tải cho tôi cái phần mềm này. Thì tải phần mềm này thì dùng để làm gì? Phần mềm này dùng để vẽ các diagram liên quan đến việc thiết kế phần mềm, liên quan đến các công đoạn làm phần mềm. Thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn một chút xíu về cái vụ này. Phần này ông giáo sư ông ấy không có giảng nha. Nhưng mà trong bối cảnh của học của trường mình và trong bối cảnh đi thực hành thì mình phải biết những cái này. Đó. Ông giáo sư không giảng phần này và tôi sẽ nói thêm cho các bạn về phần này. Nói nhanh, bài giảng full không che về nó thì nó tôi cũng đã ghi hết video rồi, tôi để trên YouTube của tôi nha. Thì bởi vì trong bối cảnh chúng mình gặp nhau không đủ dài, không đủ nhiều thời gian để gặp chứ không phải là tôi giữ nghề, nhưng tôi đã ghi hết mọi nội dung rồi. Thì các bạn có thể xem thêm, nhưng mà tôi mục tiêu đây là dẫn nhập cho các bạn để các bạn không có bỡ ngỡ khi tiếp cận nghe được các thuật ngữ và tên của các loại tool và các công đoạn bạn làm phần mềm. Quan trọng nhất là không bỡ ngỡ nha. Đấy là điều mà các bạn chuẩn bị cho tôi cái này. Rồi. Tôi chuẩn bị trước hai cái này rồi sau đó thì tôi sẽ nói công việc tiếp theo nữa là gì nha. Đấy, như vậy có hai việc, thứ nhất là jira.com và thứ hai nữa là cái Store UML để mình bắt đầu cho cái hành trình chinh phục cái môn này theo đúng nghĩa là học Coursera nhưng vẫn có kiến thức. Ok, tôi sẽ là bổ trợ thêm cho các bạn. Trong quá trình tôi giảng, lưu ý mọi người nếu có gì câu hỏi thì cứ hỏi nhé. Các bạn cứ ngắt ngang tôi, dạ thưa thầy em có câu hỏi, cứ thoải mái ngắt ngang. Chứ thầy ơi. Sao? Dạ cái Style UML em xem Rising nó là nó đâu có free đâu đúng không thầy? Yên tâm đi, dùng Evaluate không sao cả. Mình dùng chế độ trial vẫn được nhé. À dạ. Ok. Không cho em tìm crack. Không, đừng, không cần crack. Nhá, mình không cần thiết. Tất nhiên bạn kiếm được thì cũng tốt. Nhưng mà tôi thì tôi không có gọi là cổ động, gọi là thúc đẩy các bạn rằng phải dùng crack hay không. Danh chính ngôn thuận là mình sẽ không bàn chuyện đó. Bởi vì nếu mà bạn khái niệm bên đó ấy, thì bạn vào công ty mà bạn xài crack một cái là bạn coi chừng bạn bị đuổi việc luôn. Các công ty làm phần mềm người ta rất bắt chặt về vấn đề bản quyền. Họ tự phải ý thức được. Đó, cho nên nói nhân mà bạn nói thì mình nói thêm thôi. Là khi bạn đi vào FPT Software và các công ty khác, bạn đã quen xài một số phần mềm và bạn lên mạng bạn đao, công ty sẽ cấp cho cái máy bạn, khi bạn đi thực tập cấp cho bạn cái máy. Và nếu bạn chỉ cần đao crack về một cái thì ngay lúc khoảng 15 phút sau đây, phòng IT người ta gửi mail báo bạn đã xài crack. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bạn không được làm điều đó nữa. Đấy, họ cảnh báo liền. Bởi vì nó rất xài crack rất nguy hiểm, nó có thể để lại trojan trong cái máy của mình, nó ảnh hưởng đến cái uy tín công ty và ảnh hưởng đến việc là lấy dữ liệu bí mật công ty nó bị leak ra. Đó, cho nên là bạn có quyền xài crack theo nghĩa là bạn xài cái máy local của bạn thì thôi bạn cứ dùng, tôi không có bình luận. Nhưng mà đừng cẩn thận, đừng có suy nghĩ đó ngay từ đầu khi mình đi crack. Vì đi làm các công ty phần mềm, chuyện đó không được diễn, không được phép diễn ra. Và bạn sẽ bị trừng phạt nha. Và công ty người ta rất sợ về vấn đề bản quyền. Vi phạm là một, bị kiện cáo. Thứ hai nữa bị lộ bí mật công ty do các con trojan keylogger nó nằm sẵn trong cái phần crack. Luôn luôn nên nhớ đi, bạn xài crack là bao giờ người đó lúc mà xài nó cũng yêu cầu bạn tắt phần mềm quét virus mà. Và chính bạn tắt phần mềm quét virus thì lúc đó bạn mời người lạ vào nhà rồi đấy. Cho nên tôi chỉ cảnh báo thôi. Còn mỗi người
khi chơi dao thì phải biết nó có đứt tay hay không thì cứ cẩn thận nhé. Cho nên lưu ý về vấn đề bản quyền, mình không hô hào suông đâu. Khi bạn là chủ doanh nghiệp, bạn sẽ tự biết điều đó có được được làm hay không, và thông tin của công ty nó lộ ra đôi khi từ chính những cái crack đó, nên không đùa nhé. Đấy thì nói vậy thôi, nhân câu hỏi của bạn thì tôi cũng nói luôn đấy, trong khi bạn cái cảm nhận cá nhân của mình, cái thói quen cá nhân của mình, và khi mình hội nhập vào trong giới công nghiệp, nó sẽ phải có những cái thứ mình phải thích ứng theo. Đó. Dạ, bạn chưa biết thì tôi sẽ nói các bạn nghe. Còn mai mốt cứ đi va chạm thật đi thì sẽ biết tôi nói đúng hay sai. Có những cái thói quen mình phải từ bỏ luôn. Có những cái loại tool mình quen mà mình lại không được quyền dùng. Nó sẽ có hết. Cứ từ từ cảm nhận các con. Rồi, cảm ơn. Nhớ nha, tôi nói thêm là các bạn có thoải mái ngắt ngang tôi khi tôi giảng bài, chứ tôi sẽ nói liên tục mà các bạn sẽ không có cơ hội chen đâu. Rồi, bạn cài đặt thêm, chuẩn bị thêm cho môn này. Môn này. Cái thứ nhất là mình cài cái Star GML. Cài đặt nha. Và thứ hai nữa là đăng ký member. Member của cái Jira.com. Đôi khi trong quá trình đăng ký nó sẽ yêu cầu bạn chọn một cái tên miền ấy. Yêu cầu bạn chọn một cái tên miền. Tên miền nhỏ cho cái username của bạn. Màn hình chọn tên ấy. Thì nó tự tự gọi cái URL vào thôi. Rồi gõ cái URL mà bạn thích thôi. Nên URL nó sẽ gắn kèm với cái chữ jira.com thôi. Chuyện này không vấn đề gì. À, tôi nghĩ rằng việc đăng ký xài một cái phần mềm nó không quá khó cho các bạn nhé. Rồi, thế thì hai cái phần đó nó dùng để làm gì? Thì nó sẽ có liên quan đến cái môn học này. Thì bây giờ tôi sẽ rơi vào bắt đầu nhập môn nội dung môn này cho các bạn. Vậy thì môn học này nó học về cái gì? À, môn học này nó học về quy trình làm phần mềm. Mình sẽ bàn về quy trình làm phần mềm. Quy trình làm phần mềm tức là software. Engineering process hay là methodology process, software engineering methodology, hay nó đôi khi là life cycle. Methodology hay process hay là method hay là model, đôi khi nó dùng chữ model, đôi khi nó dùng chữ method. Thì cái chữ này về cá nhân tôi thì tôi sẽ không có ý định dịch riêng nghĩa của từng thằng nó khác nhau như thế nào. Methodology phương pháp luận, process quy trình, life cycle chu trình vòng đời, rồi method model các mô hình các phương pháp phát triển phần mềm. Đó. Thì tôi tạm dịch là quy trình làm phần mềm hay các phương pháp phát triển phần mềm. Thì tức là mình học. Vậy thì phải nhớ một cái câu quan trọng nhất. Làm phần mềm không chỉ là code. Nếu bạn nào nghĩ rằng ok, mày làm gì vậy? Ta làm trong lĩnh vực phần mềm có nghĩa là code hả? Không. Câu đó không đúng. Câu đó không đúng. Làm phần mềm không chỉ là code. Mà cái này phải nói câu đúng nghĩa là code chỉ là một phần của quá trình làm phần mềm. Của quá trình làm phần mềm. Cho nên vấn đề lớn nào đấy. Mình xin lỗi, lâu lâu tôi vẫn ho nha. Thì mình nhận thức được cái ngày hôm nay rằng là trước giờ mình cứ thần thoại hóa code, đúng, thần thoại hóa code là đúng, vì mình đã chọn ngày này để ra được cái output là một cái sản phẩm và phần mềm cho ai đó dùng, một cái game cho ai đó xài chơi, một cái phần mềm trên web để mọi người gõ vào cái URL, cái URL đó là bà con bắt đầu xài được tính năng, hay là một cái game hay một cái app gì đó cài trên điện thoại hay là cài trên máy tính, cài nhá, phải cài. Cái gì mà có setup nhanh 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 nhanh, ví dụ như cái phần mềm download video hay mà ngay cả Photoshop là một phần mềm đấy, gọi là sẽ desktop, tức là bạn chạy trực tiếp trên cái màn hình nền của bạn ấy thì nó gọi là desktop desktop app. Còn nếu mà nó chạy trên trình duyệt khỏi gõ URL thì nó mới ra được thì cái đó nó gọi là web app. Thì xét cho cùng nó đều là phần mềm, thì cái việc viết code chắc chắn là công việc cực kỳ quan trọng và không để thiếu, vì nó là sẽ ra được cái sản phẩm để cho chúng ta trải nghiệm. Nhưng code nó chỉ là một phần thôi. Nó chỉ là một phần. Như vậy nó còn phần trước và phần sau của quá trình viết code nữa cơ.
thì mình nhìn cả tổng thể, cả toàn bộ trước và sau quá trình viết code. Thì cái này ta gọi là quy trình làm phần mềm. Đó, vậy thì bây giờ tôi sẽ giải thích quy trình làm phần mềm nó sẽ bắt đầu từ câu chuyện như thế nào. Đó. Và trong khi đó code sẽ xuất hiện ở đoạn nào. Thì cái môn học mà Coursera nó cũng giải thích về những điều này. Và như bạn biết ấy, thì trong cái môn học đó thì nó nói rất nhiều các phương pháp. Cái quy trình, nó có rất nhiều quy trình. Cái này cũng giống như về võ, võ để bàn về rèn luyện sức khỏe và để phòng thân là hai cái việc. Không có. Thì bạn biết là có rất nhiều môn phái, trường phái võ khác nhau. Đấy. Còn trong bóng đá thì bạn biết rồi. Bóng đá nhiệm vụ của mình là ra sân là thắng, nhiệm vụ là phải thắng. Còn vấn đề thắng được đối thủ hay không thì nó lại còn phải lệ thuộc rất nhiều yếu tố. Nhưng chắc chắn bạn biết là mỗi ông huấn luyện viên sẽ có một cái chiến thuật, có một cái trường phái, có một cái triết lý. Đó, bạn cứ nghe triết lý bóng đá của huấn luyện viên này hay của bóng đá của Đức hay của Pháp gì đó chẳng hạn, đại loại vậy. Triết lý của đội tuyển này, triết lý của quốc gia luôn. Triết lý của một ông huấn luyện viên, tức là đó là cái cách thức để ông tiến tới chiến thắng, cách thức ông rèn quân. À, thì đại loại vậy. Thì cái đó người ta cũng gọi là những cái bí quyết nha, những cái phương pháp riêng. Thì làm phần mềm cũng vậy, nó sẽ có rất nhiều cách thức khác nhau, chứ không chỉ có một đơn giản là cứ thế bập à, thôi chúng ta vào chúng ta code rồi xong. Không, nó sẽ có nhiều cách thức. Thì cái môn học này sẽ chỉ cho các bạn các cách thức đó, các cách thức để làm ra được phần mềm. Nhưng chắc chắn bạn biết thừa trong đây thế mẹ nào cũng phải có phần là phần code, không có bạn. Ok rồi, vậy thì các quy trình phần mềm thì nó bắt cái câu chuyện làm phần mềm nó sẽ bắt đầu từ đâu và nó có những công việc gì đã. Thì bây giờ mình phải nhận thức được xem các công việc để qua quá trình làm phần mềm đã. Đó, vậy làm phần mềm có những công việc gì đã, có những công việc gì, nhớ là không chỉ là code. Vậy thì trước khi làm phần mềm có những công việc gì thì bây giờ tôi phải kể cho các bạn nghe cái phần mềm nó ra đời như thế nào đã. À, thì trước khi bắt đầu vào cái công việc này thì mình phải xem phần mềm nó ra đời như thế nào, bắt đầu như thế nào, câu chuyện là sao. À, thì câu chuyện nó bắt đầu nó có rất nhiều ngữ nghĩa nha, nó có cực kỳ nhiều ngữ nghĩa. Bạn phải hiểu nó thì bắt đầu bạn mới hình dung các thuật ngữ mà xuất hiện trong cái bài của mình được. Thì cái việc đầu tiên là bây giờ tôi sẽ bàn về một cái công ty làm phần mềm đã. Phần mềm thì thường sẽ xuất phát từ công ty phần mềm, nhưng mà hôm nay bạn sẽ thấy rằng nó còn câu chuyện nó còn rộng hơn nữa. Nào, bây giờ tôi sẽ bàn về những cái công ty làm phần mềm, công ty chuyên làm phần mềm. Trong xã hội nó có những công ty chuyên làm phần mềm. Tôi lấy ví dụ như là FPT. Không bao giờ có thể thiếu được cái hàng nhà mình rồi. Thì software Microsoft. Rồi, những công ty lớn đấy, công ty lớn trên thế giới nha, Microsoft. Rồi, Vinagame. Làm phần mềm về game. Rồi. AMS. AMS là công ty có số mã nha. TMA, TMA Solution. Trong công việc phần mềm Quang Trung. Rarian. Còn lại đây tôi cần nói cả Việt Nam, cả nước ngoài nha. Nhiều lắm, nhiều lắm. Vì công ty chuyên làm phần mềm, tức là nhiệm vụ của họ là viết phần mềm cho người khác. Và nó sẽ có những cái vế tiếp theo. Vậy có công ty làm phần mềm. Vậy thì nếu đã có công ty làm phần mềm thì vậy sẽ có người đặt hàng làm phần mềm. Và bây giờ tôi sẽ bàn về người đặt hàng làm phần mềm. Kẻ nhỏ chia đôi cái bờ sông ra. Giống như tôi đang giảng trên cái bảng, các bạn thông cảm nhìn cái kiểu vẽ bằng nốt, viết bằng nốt pad cho nó tiện. Rồi, thì bên đấy khi có sẽ có những người đặt hàng làm phần mềm. Có những cái công ty. Có những công ty. Có những công ty có nhu cầu làm một cái phần mềm. À, có những công ty có nhu cầu làm phần mềm. Ví dụ như ba má bạn. Nói thẳng câu là ba má bạn. Ba má bạn kinh doanh. Kinh doanh mỹ phẩm đi. Mỹ phẩm. Hoặc là công ty dược phẩm. Hay là bất kinh doanh bất cứ cái gì đó. À, công ty ba má bạn kinh doanh về dược phẩm, mỹ phẩm. Hay là bán hàng. Hay là thu mua nông sản. Đại loại vậy. Muốn có website, muốn có website bán hàng, rồi muốn có cái app quản lý kho hàng, app kế toán. À, như vậy thì đây là những khách hàng. À, có những công ty có nhu cầu là phải ba má bạn kinh doanh. Rồi, để có thêm những cái dạng khác nữa, ví dụ như là bệnh viện. Bệnh viện, phòng khám, nhu cầu làm cái phần mềm, nhu cầu
làm phần mềm quản lý khám chữa bệnh, quản lý khám chữa bệnh. Đấy, bạn thấy nó đa dạng chưa? Rồi không những vậy, bệnh viện thì lại có ngân hàng, những ngân hàng ACB, TP Bank cũng có nhu cầu làm phần mềm, được quản lý cái hoạt động của ngân hàng. Đó, quản lý hoạt động ngân hàng là nhu cầu siêu đa dạng, cực kỳ đa dạng, từ công ty kinh doanh bình thường à, họ muốn làm phần mềm và họ đặt hàng FPT làm. Đấy, thì cái vế bên này, với công ty chuyên làm phần mềm, thì những bên ngân hàng rồi bên ba má bạn hay là bệnh viện phòng khám thì tất cả cái vế này tôi còn gọi là customer. Customer là người đưa ra yêu cầu đặt hàng làm phần mềm. Người đặt hàng làm phần mềm cho họ dùng, họ tức là phía customer, phía ngân hàng người ta dùng, còn người ta dùng thế nào từ từ tính. Nhớ cái câu là người dùng thế nào từ từ tính. Nói chung họ đặt hàng là phần mềm, ba má bạn đặt hàng phần mềm đấy cho ba má bạn dùng. Cái chữ dùng này tôi sẽ nói sau nha, cho họ dùng, chữ dùng này tôi sẽ bàn sau, tôi để cho ngoặc kép. Mình phải hiểu cái này thì bắt đầu mình mới hiểu được cái quy trình làm phần mềm, và bắt đầu những thuật ngữ nó mới xuất hiện được. Như vậy đây là mô hình đầu tiên, có người đặt hàng, chúng tôi làm phần mềm và chúng tôi bắt đầu làm. Đây là một mô hình. Vậy bạn nhớ đến đây, customer là người đặt hàng làm phần mềm. Tiếp theo, nó còn một vế khác nữa nào, một vế khác nữa, FPT Software, tôi viết tắt, Microsoft bỏ qua nha, TMS, TMA, họ còn làm. Microsoft là một cái vế khác nữa, mình sẽ nói sau. Đó. Rồi, cũng lại nhận đơn đặt hàng, lại nhận nhận yêu cầu ai đó, tức là một cái công ty bên Nhĩ, cùng một công ty của Nhật, công ty của Mỹ đó, một công ty mà họ là công ty software luôn đấy, họ cũng là công ty software luôn đó. Họ lại gửi về Việt Nam, thì công ty Nhật của Mỹ họ lại cũng có một cái vế của nó, họ là khách hàng của bên họ, là khách hàng ngân hàng Nhật đó, hoặc là một cái siêu thị Nhật hay là một cái bệnh viện của Mỹ đó, nó sẽ có cái nhu cầu này, cũng đặt hàng vào công ty của Nhật làm dùm phần mềm đó. Như vậy xét về góc độ nào đó thì cái mô hình của nó nằm ở đây là, customer của bên công ty nước ngoài, rõ ràng họ là công ty phần mềm nước ngoài, phần mềm nha, đây là công ty phần mềm nước ngoài. Và cũng giống như Việt Nam mình thì có những công ty phần mềm và sẽ nhận những khách hàng. Như vậy công ty của Nhật này, công ty của Mỹ này, họ yêu cầu hay ngân hàng siêu thị nhờ công ty Nhật của Mỹ, vì trong cùng quốc gia với nhau, cũng giống như ACB thì nhờ FPT của Việt Nam mình làm. Cho nên các siêu thị ngân hàng Nhật này họ nhờ cái công ty của Mỹ Nhật, vì trong cùng quốc gia họ, mày làm cho tao phần mềm. Thế là mấy công ty Nhật của Mỹ này lại quyết định là ok sẽ vẫn nhận như bình thường, xong cuối cùng lại nhờ bên Việt Nam làm. À đâu, tức là thêm cái tầng. Như vậy các công ty nước ngoài nhận dự án, họ có dự án đó, tức là họ có dự án, các công ty phần mềm nước ngoài có dự án, nước ngoài tôi viết tắt nha, có dự án từ nước họ hay bằng cách nào họ có, nói chung họ có dự án, xong họ lại đẩy cái dự án đó về Việt Nam à, họ đẩy cái dự án về Việt Nam à, như vậy thì trong tình huống này tôi cần đẩy về Việt Nam là tại tình huống này thì nói rõ ràng một câu, khách hàng của FPT Software, KMS và TMA không phải là đám đám này, mà lại là đám công ty phần mềm khác. Tức là họ có được cái nguồn quan hệ cái thứ này đó của quốc gia sở tại của họ, và họ quyết định là họ nhận cái phần thầu đó, nhưng có những phần họ đẩy về Việt Nam làm. Tại sao họ đẩy? Vì Việt Nam nhân công giá rẻ hơn, mướn lập trình viên của chính nước Mỹ làm có khi nó mắc hơn, cho nên thôi mướn lập trình viên Việt Nam làm cho nó rẻ và mình ăn cái phần chênh lệch. À, như vậy hiện tượng này người ta gọi là outsourcing. Outsourcing, gia công phần mềm. Gọi là offshore outsourcing.
gia công phần mềm. Lúc này bắt đầu bạn hiểu, cái này không phải là gia công, cái này không phải là gia công. Anh đặt hàng tôi và tôi làm. Còn đến anh đặt hàng tôi và tôi làm nhưng anh lại làm cho chỗ khác. Đó, nó có một cái mức trung gian. Còn cái này là anh là người dùng cuối, là ba má bạn đặt hàng làm luôn để dùng luôn rồi. Không có bạn. Bệnh viện, ngân hàng đặt hàng làm luôn và dùng. Còn đây là một công ty trung gian, họ đặt hàng mình làm để họ bán lại cho chỗ khác. Thì hình dung cái này bạn gọi là outsourcing. Như vậy trong tình huống này thì công ty phần mềm lại là khách hàng của FPT Software. Customer. Đây chính là customer of FPT Shop. Theo tôi lấy FPT Shop làm chuẩn. Đó. Như vậy công ty Mỹ Nhật thì đây là khách hàng của công ty FPT Software nhà chúng mình. Và họ sẽ đặt hàng mình làm những việc gì đó. Còn bên này làm sao họ biết có những cái điều đó, thì họ sẽ nhờ bên kia, những người bên này đặt hàng. Cái chuyện mình không quan tâm cái vé xa, vé này vé này mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm thỏa mãn được với đám này là xong. Cũng giống như thỏa mãn được nhu cầu của ba má bạn để có tiền có hợp đồng. Đây là một hình thức tiếp theo. Như vậy bạn thấy chữ customer nó rất đa dạng. À, vậy còn cái phần mềm này, ví dụ như phần mềm quản lý siêu thị thì ai dùng, bên siêu thị người ta sẽ dùng tính sao. Còn một dạng nữa, nên bạn phải nhìn được cái mô hình của quá trình làm phần mềm thì để bạn biết rằng nó phức tạp hơn mình tưởng. Tôi cứ nói nha, còn bạn nào có hỏi đáp thắc mắc gì cứ tiếp tục cứ hỏi. Rồi, nó có một tình huống như thế này. Có những cái công ty công nghệ, những cái công ty, tôi tạm dùng cái chữ gọi công ty công nghệ. À, có những công ty công nghệ, tạm dùng cái chữ công nghệ trong ngoặc kép nhé. Ví dụ như Momo. Ví dụ như Shopee. Ví dụ như Lazada. Ví dụ Grab. Ví dụ như Bimim. Tất cả những anh chàng này, tất cả anh chàng này tôi xếp vào những dạng công ty công nghệ nha. Thì những công ty này nó có cái điều gì lạ? Nuôi sẵn một nhóm dev. Tôi gọi nhóm dev luôn. Vậy đây là nhóm dev này, bạn là nghề lập trình viên, bạn đây, bạn là lập trình viên này, đây là lập trình viên này. Một đống lập trình viên chúng ta ngồi nhận yêu cầu. Rồi cô thôi anh em. Một đống lập trình viên chúng ta, nhóm dev á. Vì công ty chúng ta là công ty phần mềm mà, chuyên về phần mềm. Rồi nhận bên đây cũng là công ty phần mềm cái mẹ đó, quan trọng nhất là mày yêu cầu thì tao làm thôi, chấm hết. Như vậy, một nhóm dev này làm phần mềm, một nhóm dev cũng sẽ làm phần mềm cho bên này nhưng mà lại bán cái bớt về Việt Nam. À, còn một tình huống khác, có một nhóm dev nha, nhưng ở trong một công ty không gọi là công ty chuyên phần mềm. Đó, công ty tôi gọi cứ gọi công ty công nghệ. Công ty họ nuôi sẵn một nhóm dev. Nuôi sẵn một nhóm dev. Rồi, nhóm dev phải làm gì? Chỉ để làm cái phần mềm. Đó, công ty họ đang nuôi họ, đang nuôi họ. Vậy thì cái Shopee, Momo, Lazada họ không phải là công ty phần mềm, nhưng họ có làm phần mềm duy nhất cái phần mềm là Shopee. Cái nhóm dev này làm duy nhất cái công ty Shopee, công ty Lazada làm duy nhất cái phần mềm Lazada. Nhóm Grab cũng vậy, làm duy nhất cái phần mềm Grab, đủ các loại Grab trên cuộc đời nhưng chỉ là Grab, không làm phần mềm lung tung, chỉ làm đúng một phần mềm cho chính cái đơn vị mình để mình dùng luôn. Còn FPT Software họ làm từ lưa đủ các loại phần mềm trên cuộc đời này. TMS và TMA làm đủ các loại phần mềm cho ngủ mọi nhu cầu. Còn không, tao có nuôi một nhóm dev nhưng nhóm dev này chỉ làm đúng một phần mềm cho chính cái công ty đó thôi. Đó gọi là cái sản phẩm đinh để kinh doanh mà. À, chờ, để làm đúng phần mềm cho công ty họ đang nuôi họ, công ty đang nuôi họ. Tức là công ty này nó dựa trên một cái phần mềm duy nhất để nó kinh doanh. À, những cái công ty này thì dựa trên cái phần mềm. Trên một vài phần mềm họ có, vài phần mềm họ tự viết, họ tự viết để kinh doanh. À, Shopee là một nền tảng thương mại điện tử bạn biết rồi, và họ dùng ngay cái phần mềm đó để họ kinh doanh. À, Alibaba cũng vậy, các cái nền tảng bán hàng đó thì họ dùng ngay đúng phần mềm để kinh doanh. Như vậy phần mềm này nó rất phức tạp, như vậy phải cần một nhóm dev làm luôn, chứ không mướn bên ngoài làm. Mướn bên ngoài nó phức tạp quá và nó lâu dài, nó thay đổi liên tục. Cho nên họ phải nuôi sẵn nhóm dev cho nó rẻ, cho nó tiện. À, cho nên lúc này bạn thấy có nhóm dev ngồi làm ở công ty không gọi là công ty phần mềm. Thực ra làm phần mềm đấy, nhưng phần mềm chuyên dụng cho đúng công ty đó thôi. Còn đây là ta làm phần mềm, cứ có khách hàng đến là ta chiến, ta làm rất đa dạng phần mềm. Như vậy dev ở đây là dev chỉ đánh đa dạng. Còn dev đây là dev đánh đúng một phần mềm thôi. Mà chơi. À, đây là một dạng vậy. Còn một dạng nữa. Công ty kinh doanh. Một công ty rất to, công ty kinh doanh mà công ty to, rất to,
À, họ kinh doanh nhiều mảng. Nhiều mảng. Ví dụ tôi lấy như thế giới di động. Lấy thế giới di động chẳng hạn. Như vậy họ cũng nuôi sẵn nhóm dev luôn, nuôi sẵn một nhóm dev. Nuôi sẵn nhóm dev luôn. Chỉ để cái phần mềm dùng cho nội bộ của thế giới di động, dùng cho nội bộ thế giới di động. Và dĩ nhiên cả cái website thế giới động luôn, một nhóm dev. Nhưng mà họ họ mục tiêu để dùng để mục tiêu của cái phần mềm này dùng để quản lý cái hoạt động của thế giới động, trên nội bộ thế giới động, tức là dùng để quản lý cái hoạt động của thế giới di động luôn, hoạt động của thế giới di động. Ngân hàng ACB, bây giờ tôi quay trở lại ngân hàng ACB, TP Bank, ngân hàng ACB, họ cũng nuôi sẵn luôn một nhóm dev chỉ để viết phần mềm dùng cho hoạt động của ngân hàng. Ban đầu có thể họ mướn FPT viết thật, họ mới mướn FPT viết thật, nhưng rồi sau đó họ mua cả code và về họ nuôi sẵn nhóm dev để viết, chỉ viết là phần mềm cho ngân hàng đó thôi, không viết để bán lung tung. FPT Software có thể viết phần mềm để bán ra bên ngoài luôn, viết để bán và viết cho người khác. Còn đây không, tao chỉ viết cho đúng cái sản phẩm của công ty tao đang đầu quân làm dev, rồi sau đó tao ăn lương như vậy thôi. Như vậy bản thân lúc này dev này không vỗ ngực là tao là dân dev của một công ty phần mềm, mà gọi là tao dân dev của một công ty lớn, một tập đoàn lớn, và tao chỉ maintain, tao viết bảo trì, viết những cái phần mềm dùng trong nội bộ của doanh nghiệp tao. Như vậy đến đây bạn đã hiểu được cái sự ra đời của phần mềm nó như thế nào rồi. Mọi người hình dung là sự ra đời của phần mềm và vị trí của dev mình ở các công ty như thế nào chưa? Rõ chưa? Rồi. Đấy. Như ví dụ như cái phần mềm website bán hàng của Thế Giới Di Động ấy, thegioidong.com bạn vào rồi. Nhưng mà lúc bạn đi mua hàng ấy, bạn bạn vào trong cái quầy Thế Giới Di Động xong thì lúc mà cái cô mà giao dịch viên ấy, cái cô tiếp tân ấy, cô receptionist ấy, cô tiếp bạn xong rồi cô lấy cho bạn cái điện thoại và bạn chốt deal với cô là bạn mua con iPhone 13. Đó thì cô sẽ dẫn bạn sang đến cái quầy tính tiền, anh chị đến đây tính tiền ạ. Thì lúc đó cô bàn giao mình lại cho cô kế toán. Thì lúc cái cô kế toán đang hí hoáy trên cái màn hình, ấn 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 hỏi thông tin mình cái xong, nhấn nhấn cái in bill của anh 50 triệu ạ. Đó, anh chuyển khoản hay là anh thanh toán tiền mặt ạ? Rồi ok, chuyển khoản thì mới làm quẹt và tít một cái xong cô in cái bill, tít 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 in cái bill. Cái phần mềm đó là do nội bộ các bạn dev của Thế Giới Động viết đấy nhá. Các bạn dev ở trong đó viết đấy. À, như vậy thì hóa ra là có những phần mềm được viết ra chỉ dùng trong nội bộ trong công doanh nghiệp đó thôi, chứ không có phải đem ra bán chung chung bên ngoài như Microsoft Office cái thứ này nọ. À, ấy thì đến đây bạn phải hiểu một câu rằng à, như vậy thì cái phần mềm nó đến từ rất nhiều câu chuyện khác nhau, tùy bối cảnh khác nhau. À, có thể đến từ một công ty mà không phải là chuyên phần mềm, nhưng mà họ cần có một đội ngũ đi IT để xử lý riêng mọi câu chuyện. Và thực tế một điều, cái phần mềm thi của trường mình ấy, FAP cộng với phần mềm thi và cái ngân hàng đề thi mà chúng tôi vẫn vào hàng ngày để chúng vào mỗi cuối mỗi kỳ thi ấy, thì phần mềm đó là do FU ngoài Hà Nội lo. Và FU ngoài Hà Nội có một đội ngũ IT nha, một đội ngũ IT nhỏ mấy người, và họ chịu trách nhiệm họ viết cái phần mềm dùng trong nội bộ FU. Như vậy họ vẫn tính như là nhân viên của FU nha. FU chúng ta vẫn ăn lương như giảng viên bọn tôi, vẫn bình thường, có nhiều nhân viên. Rồi, nhưng việc của anh hàng ngày chỉ là viết code cho đúng cái phần mềm thi cử thứ này nọ thôi, chấm hết. Và những vấn đề liên quan đến mạng với các thứ của trường, của hệ thống về phần mềm quản lý dữ liệu là họ lo hết. Đấy thì bạn thấy không, vẫn là dev nhưng không hẳn ở một công ty IT, mà làm phần mềm dùng trong nội bộ chứ không phải viết để bán. À, đến đây là rõ được ngữ nghĩa rồi. Và đến đây bạn hiểu rồi. Vậy thì ai là customer? Vậy đây là customer của FPT Software. Outsourcing thì công ty phần mềm lại là khách hàng của công ty phần mềm khác, gọi là customer. Rồi, công ty công nghệ nuôi dẫn nhóm dev. Vậy thì ai là khách hàng của ai? Đó. Thì lúc này bạn phải nhớ rằng là nuôi nhóm dev để làm phần mềm công ty. Như vậy các sếp của các bạn bạn dev này sẽ gọi là khách hàng, đặt hàng các bạn dev là. Ngân hàng ACB thì các sếp của các phòng kinh doanh, phòng tín dụng, phòng cho vay, phòng quản lý khách hàng sẽ là đặt hàng các bạn dev để làm. Rồi bên công ty Thế Giới Di Động thì là các phòng về kinh doanh, phòng quản lý kho, nhật hàng, xuất hàng, chăm sóc khách hàng sẽ là khách hàng đặt hàng các bạn dev viết phần mềm. Đó. Như vậy đến đây phân biệt được câu thế nào là khách hàng rồi. Này ta bàn. Như vậy khi làm phần mềm ta đặt hai vế. Nhóm dev sẽ quay trở lại câu chuyện ta bỏ qua vai trò công ty đã đi. Vậy nhóm dev là nhóm phát triển phần mềm, sẽ có ai đó đặt hàng, ai đó từ bên ngoài.
hay là bên trong nội bộ? À, nhà trong nội bộ công ty của nhóm F đặt hàng làm phần mềm đó. Như vậy ai đó từ bên ngoài hay bên trong nội bộ? Ví dụ Thế Giới Di Động thì là bên trong nội bộ đặt hàng nhau, còn nếu bên ngoài thì FPT Software nhờ ai đó bên ngoài đặt đó. Thì cái vế đặt hàng này tôi gọi là customer đó, đặt hàng. Vậy customer sẽ là người đặt hàng, và vậy customer sẽ phải là người đưa ra yêu cầu, sẽ phải là người đưa ra yêu cầu về phần mềm cho nhóm dev. À, đến đây mình phải nhớ được thế nào là yêu cầu. Yêu cầu là tao muốn, ví dụ như tôi muốn có màn hình lưu được thông tin các khách hàng. À, ví dụ giả sử bây giờ nói với nhóm dev là tôi muốn viết theo team code nha, có cái màn hình à, lưu thông tin khách hàng. Đấy là một cái yêu cầu. Tôi muốn có màn hình xem doanh số của mỗi dòng điện thoại theo mỗi tháng. Tôi muốn có trang dashboard, nó gọi trong thuật ngữ trong nghề của chúng tôi gọi dashboard là cái màn hình nha, màn hình thông tin nha, cho có trang dashboard mà show ra thông tin doanh số của các dòng điện thoại. À, tôi muốn có màn hình theo dõi được cái performance của mỗi nhân viên bán hàng. Kỹ như câu này nha, tôi đang dẫn vào đấy, tôi đang dẫn vào đấy. Tôi muốn có màn hình show ra cái performance, tức là cái năng lực bán hàng của mỗi giao dịch viên. Đó, bởi vì cái này để thưởng. Bạn biết rằng những cái cô gái bên Thế Giới Di Động và những chàng trai bán hàng bên Thế Giới Di Động mà khi mình vào mà gặp họ đấy, họ tư vấn rất nhiệt tình. Tư vấn nhiệt tình này phải thực sự một điều đó, công việc của họ là phải làm sao cho để khách hàng hài lòng. Quay trở lại là một, nhưng mà chắc chắn họ phải làm sao cố gắng khách hàng mua được là tốt nhất. Bởi vì họ ăn trên cái hoa hồng cho cái việc là giới thiệu được người mua, mua được hàng. Cho nên bạn họ nhiệt tình, họ nhiệt tình theo hai nghĩa, họ phải kiếm cơm. Chắc chắn là bạn phải kiếm cơm, bạn đi làm thì bạn cũng phải làm tốt thôi, ai cũng vậy thôi, vị trí nào cũng vậy. Cho nên sự nhiệt tình đó phải đóng góc độ này, phải hiểu là họ ăn trên doanh số nha, họ ăn trên doanh số bán hàng đấy. Còn ở trong các siêu thị nhà hàng, à trong siêu thị ví dụ trong trong cửa hàng 7-Eleven thì bạn thấy đấy, 7-Eleven xin chào tất cả các bạn sinh viên, mà các bạn mà nhân viên phục vụ mà bán hàng ở đó cũng rất niềm nở, rất nhiệt tình. Họ đang đi làm thuê không nhiệt tình mà cái mà khách hàng mà feedback phản hồi ra cái thì cũng mất job. Cho nên bạn thấy không, đi làm là cuộc chơi như vậy đấy, nó khắc nghiệt lắm nhé. Đi làm là mình phải ở cái tâm thế là làm tốt thì mình mới có lương đó. Làm ăn cà lơ phất phơ, ăn đòn đấy, bạn biết thừa điều đó rồi mà. Cho nên đôi khi thấy người ta tử tế với nhau thì phải hiểu theo nghĩa là ok, có cái tử tế thật trong lòng của nhau, nhưng mà đôi khi cũng vẫn phải nữa là đó là cái công việc để làm đấy. Bạn phải thấy không, nó nghiệt ngã lắm, trong đùa đâu. Chúng mày cứ thử đi xem, đi làm mà kiểu bưng bê cái thứ này nọ mà chúng mày ngồi cứ bấm điện thoại cái tay giám sát mà cái tổ trưởng một cái nó cho mày lên đường liền, nhưng ngồi đó mày đủ mướn vào đây nha, làm mà không có tử tế cái thứ này nọ, chăm chút cho khách hàng, người ta càm ra một cái là cả đám mới ăn đòn, cho nên không làm được đấy. Nhưng không có kiểu mà ngồi mà nương tựa nhau hay kiểu này, đỡ nhau đỡ kiểu khác chứ không phải đỡ cái kiểu đó, lười biếng. Tôi muốn có màn hình rồi. Nếu là của bên sếp của bên Shopee Lazada, tôi muốn có cái màn hình, có cái tính năng livestream bán hàng để tăng cái lượt tương tác, tăng cái doanh số lên đó. Có một cái câu này gọi là chính là câu của bên sếp đưa ra cho nhóm đẹp à. Đẹp. Còn nếu bên bệnh viện mà đặt hàng, bệnh viện đặt hàng FPT Software làm phần mềm thì tôi muốn có màn hình lưu được đơn thuốc đó, những cái câu cơ bản như vậy. Tôi muốn có màn hình hay là tính năng lưu lại đơn thuốc mỗi lần khám bệnh, lưu tạo đơn thuốc chứ, đơn thuốc mỗi lần khám bệnh, mỗi lần thăm khám bệnh, mỗi lần bệnh nhân à, mỗi lần khám bệnh. Và vấn đề là cái đơn thuốc phải là tiện, làm đơn phải nhanh, nhanh đó, có thêm cái câu này, làm đơn phải nhanh. Ủa nói sao làm đơn nhanh? Nếu các bạn đi khám bệnh ấy, bạn chú ý vào cách làm đơn thuốc của phần mềm ấy, phần mềm tạo đơn thuốc ấy, của bác sĩ ấy, hay lắm ạ. Ví dụ như giả sử mình ho,
thì bác sĩ chỉ cần ví dụ cái màn hình thông tin bệnh nhân đã có sẵn rồi nhé, nó có một danh sách bên tay trái ấy, giống như cái hộp mail inbox của mình ấy. Bên trái là danh sách các bệnh nhân, tên các bệnh nhân từ phòng khám đẩy vô á, từ từ bên ngoài từ quầy tiếp tân đẩy vô, bệnh nhân nào đang nhấp nháy có nghĩa là bệnh nhân đang khám, ấn tương ứng với cái số mà ngoài cái cửa phòng khám ấy, số trên cái đồng hồ ấy. Rồi kích vào bệnh nhân đó cái xong, bác sĩ thì nó ra thông tin bệnh nhân đã nhập cơ bản lúc mà mình đến làm cái hồ sơ khám. Rồi sau đó bắt đầu bác sĩ khám, giả sử bệnh mà không cần phải xét nghiệm đi, thì bác sĩ đo tim phổi các thứ, vạch cái miệng mình ra xem thấy, rồi biết rồi viêm họng rồi, không sao cả. Thì bác sĩ gõ chữ V, cái chẩn bệnh ấy, chẩn đoán bệnh nó có cái màn hình, có tạo đơn thuốc ấy, nó có cái chữ là chẩn đoán nha. Thì gõ chữ bác chỉ cần gõ chữ V thôi, thì lập tức nó search ra tất cả những cái chữ mà bệnh liên quan đến chữ V, viêm nha, viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản. À, thì bạn chỉ gõ chữ viêm thôi thì nó lọc lại tất cả chữ viêm. À, rồi thì chữ viêm bạn gõ theo cách một cái, thì bạn gõ thêm chữ hờ, thì lập tức chỉ gọi nó filter lại gọi là viêm họng, là viêm họng hạt, viêm họng mãn tính, viêm họng theo mùa, đại loại vậy, chứ nó không còn những loại viêm khác, không còn là chữ viêm phổi nữa. Rồi bạn vừa gõ chữ viêm họng một cái, bạn tích vào một cái thôi, thì lập tức ở dưới đơn thuốc có hết, nào uống cái thuốc này thuốc kia, kháng sinh này kháng sinh nọ, một ngày bao nhiêu, tái khám một trong vòng 7 tuần, à mười một một tuần, rồi ngày hẹn tái khám nó ghi luôn cả cái ngày tái khám, có ngày sẵn luôn, nó tính cho ngày hôm nay mà nó cộng lên thôi. Rồi đơn thuốc ấy nó có sẵn liều dùng, sáng mấy viên, xịt mũi mà mấy lần một ngày, nó có hết rồi. Bác sĩ chỉ cần điều chỉnh lại nếu cần, ví dụ điều chỉnh lại cho nặng thêm một xíu, tăng đô thêm một xíu theo cái thể trạng của mỗi người đó, thì cái đó đấy là nó gọi là tạo nhanh, chứ còn không phải lóc cóc ngồi chọn drop down, chọn từ cái sổ xuống là bệnh đơn thuốc là thuốc gì từ giữa cả ngàn loại thuốc trong cái kho của cái database của mình, thì chết mẹ bác sĩ rồi, làm nó tồn bệnh nha. Lúc mình làm đơn thuốc kiểu hì hục như vậy là rất mất công, và bệnh nhân khác sẽ không có, tức là sẽ phải chờ khá lâu. Cho nên cái câu làm đơn phải nhanh là một câu có thật đấy. Cho nên khi bệnh viện người ta nói cái câu này với nhóm dev, hay nói thẳng câu là trước hết là nói nhóm với nhóm công ty phần mềm, thì bạn hiểu rằng tất cả những cái tôi vừa nói ở đây, tôi được gọi là trong nghề lập trình của chúng tôi, được tôi gọi là requirement, là yêu cầu của khách hàng, về cái tính năng phần mềm mà họ muốn có, mà họ muốn có. À, tôi đang dẫn vào một nội dung đấy nha. Như vậy nên bạn đã hiểu được ý nghĩa của requirement là gì rồi. Chẳng qua là một cái yêu cầu của khách hàng, là cái nơi mà muốn có cái phần mềm đấy, và họ nói rằng cái mong ước của họ, thì đấy tôi gọi là requirement. Rồi ok, như vậy nhóm dev sẽ làm, nhóm dev hay nói thẳng câu là công ty, hay là nhóm dev trong nội bộ. Như vậy có sếp của bên Lazada nói rằng tao cần một tính năng livestream vì bên Shopee nó có rồi. À, thế là nhóm dev được của Lazada ngồi học báu cốt thôi. Rồi bên 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 Grab thì các sếp đã bảo rằng chúng mình có một nền tảng gọi xe như thế này, mà nếu mẹ không có một cái ví mà phải xài của Momo như vậy, thì toàn bộ những cái chi những cái giao dịch các thứ này đó tự nhiên phải ăn cho bên Momo một phần nữa thì không đáng. Nhóm dev, chúng mày nghiên cứu cho tao một cái ví. Thế là ví Mocha bắt đầu xuất hiện. À, đại loại vậy. Như vậy thì các sếp sẽ đặt hàng nội bộ hay đặt hàng bên ngoài thì tùy cái câu chuyện thôi, nhưng nói chung vẫn luôn luôn phải có nhóm yêu cầu và một nhóm thực thi. Nhóm thực thi đây tôi gọi là nhóm dev. Vậy câu chuyện của làm phần mềm nó sẽ bắt đầu từ khách hàng đưa ra yêu cầu phần mềm. Đó. Đấy là cái điều mà tôi đang nói với khách hàng. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng ở đó. Bắt đầu giả bộ tôi coi như phần mềm xong đi. Thì coi như phần mềm đã xong. Phần mềm làm xong. Coi như phần mềm làm xong nha. Coi như đi, giả bộ đi. Phần mềm đã làm xong. Nhóm dev này bên ngoài hay bên công ty trong không quan tâm. Thì bây giờ mình sẽ xem. Giờ tôi lấy nó phần mềm quản lý bệnh viện đi. Phần mềm quản lý bệnh viện. Một phần mềm đã được làm xong. Rồi. Thứ hai là cái nền tảng Lazada và Shopee đã xong. Cái phần mềm website Lazada, Shopee đã xong. Cái thứ ba, tôi đang ví dụ cái website bán hàng của ba má bạn. Sai, bán hàng mỹ phẩm của ba má bạn. Của ba má bạn. Đã xong. Mình đang phải nhìn những cái ngữ nghĩa của nó. Lỗi lâu lâu ho nha. Một cái game đã xong. Một cái game đã xong. Vậy thì bây giờ câu hỏi tiếp theo,
ai xài ai xài, ta sẽ đi đến một cái vế, ta sẽ nhìn có là ai xài phần mềm, ai xài, xài là ngôn ngữ đời thường mình nói, phải gọi là ai dùng phần mềm. Đó. Phần mềm quản lý bệnh viện, giám đốc bệnh viện đặt hàng bên 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 FPT Software viết dùng chúng tôi cái phần mềm để chúng tôi quản lý bệnh viện. Như vậy thì lúc này thực sự quản lý bệnh viện này cái người xài không phải là ông giám đốc. À. Cái này chắc chắn là các bác sĩ, điều dưỡng, y tá, các phòng xét nghiệm. Xét nghiệm về phòng xét nghiệm X quang, về phòng xét nghiệm máu, huyết học, các thứ này đó bạn biết, nước tiểu ấy, thì tất cả những cái đó là nó có cái thông số nó in ra từ máy mà, nó có phần mềm hết ấy. Rồi, như vậy bác sĩ, điều dưỡng, y tá, phòng xét nghiệm. À, cái nhân viên ấy, gì gọi nhân viên phòng xét nghiệm. Tất cả nhân viên nhà thuốc nữa. Nha, tôi đang giảng vào khái niệm đấy. Và nhân viên nhà thuốc bán thuốc, cái đơn hàng nó có, cái đơn thuốc nó có mà. Rồi, như vậy tiếp tục Lazada, Shopee. Sếp của Lazada, Shopee lập ra cái công ty để chuyên về kinh doanh thương mại điện tử. Rồi, nhưng mà cái Lazada và Shopee đã viết xong. Như vậy ai sẽ xài? Tôi, bạn, bất kỳ ai mua hàng qua cái nền tảng Lazada và Shopee sẽ là người xài. Nó sẽ là người xài. Và ngoài ra còn vài cái người gọi là quản trị hệ thống. Người quản trị hệ thống. Rồi, cái phòng sale của bên nhân viên phòng sale, phòng kinh doanh của bên Shopee. Shopee sẽ xài, Lazada sẽ xài. Ủa tại sao nhân viên phòng sale kinh doanh? Họ phải xem chứ, xem các giao dịch. Thông qua cái nền tảng này thì họ ăn huê hồng mà. Cho nên phải nhìn nhìn cái để xem cái doanh số. Rồi quản trị hệ thống là có những gian hàng làm ăn cà chớn quá à. Bà con khiếu nại quá, hàng fake, rồi hàng giả tùm lum lên. Cho nên quản trị hệ thống của cái Shopee Lazada nào có cái người quản trị viên đấy sẽ phải tìm cách nghiệm dẹp, ban, trừng phạt. Nói chung khóa nick, khóa cái thứ này nọ, gỡ gian hàng, đại loại vậy. À, ủa thì giám đốc không xài à? Đừng nhầm lẫn con. Đó, phải lưu ý nha. Rồi website bán hàng mỹ phẩm của ba má bạn đã xong. Ai xài? Có thể là ba má. Tôi đóng ngoặc kép ở trong đây, ba má có thể xài. Nhưng mà thường sẽ là nhân viên của ba má thôi. Nhân viên ba má. Đấy. Ví dụ như cái cô bán hàng. Cô bán hàng, phụ trách ngân hàng. Cái anh thủ kho. Anh thủ kho, anh quản lý kho. Có thể là người nhà trong nhà mình hay là ba má là quy mô công ty. Ba má sẽ mướn những nhân viên và chịu trách nhiệm. Và bên bán hàng đấy chứ. Cái bộ bán hàng, anh chịu phụ trách bán hàng, phụ trách nhập hàng. Đấy, những người khác. Đấy, có sẽ rất nhiều người khác. Em đã xong. Game đã xong. Game đã xong. Nãy giờ tôi nói, xin lỗi, mình nói bên trên lẽ là phải kể thêm một câu chuyện nữa về game. Game đã xong. Thì tôi, bạn, ba tánh xài. Để tôi sẽ quay, xin lỗi, tôi quay trở lại câu chuyện game thêm một tí. Nào, trên đây tôi có nói Vinagame. Vinagame, mà tôi sẽ kể thêm một câu chuyện nhỏ nữa. Tôi kể thêm một câu chuyện nhỏ nữa nha. Tôi kể thêm một câu chuyện nhỏ nữa để tôi nói vào nốt cái game. Công ty cũng chuyên làm phần mềm. Công ty chuyên làm phần mềm. Kể thêm câu chuyện này tôi sẽ nói cho nó đủ đủ chuyện. Ví dụ công ty Vinagame. EA Sports. Rồi Nintendo. Ở Microsoft rồi, Sony rồi. Đây những công ty chuyên về phần mềm, nó còn nhiều mảng nha. Họ sẽ chuyên, họ ban lãnh đạo, ban lãnh đạo của công ty này, ban lãnh đạo này, ban lãnh đạo, ban lãnh đạo. Rồi cái phòng sale, phòng bán hàng, phòng kinh doanh sẽ nghiên cứu thị trường, họ sẽ nghiên cứu thị trường. À, và họ phát hiện rằng là họ nên làm và họ đề xuất nên làm một phần mềm nào đó cho bá tánh đó xài, sẽ kiếm tiền từ đó, ta sẽ bán để cho bá tánh xài. Ví dụ cái game đó, Microsoft Office đó, ví dụ như bên này là mình sẽ làm cái phần mềm, ví dụ như cái game, một cái game nào đó, game action nào đó,
Đó. Microsoft làm game, Nintendo làm game, Sony làm game, EA Sports làm game, Vina Game làm game. Đó. Hoặc nếu không thì nó là Microsoft Office. Hạn. Đó. Rồi phần mềm ví dụ như Photoshop. À, bên này có thể là cái hãng, thêm cái hãng tên là cho nó đủ. À, Adobe. À. À thì Photoshop. Như vậy đây là một cái dạng, tức là ta tự nghĩ ra. Tất nhiên có nhóm dev ở đây, chắc chắn có nhóm dev rồi. Đây có nhóm dev có sẵn rồi. Bản thân họ là công ty chuyên phần mềm mà. Chỉ cái điều mà phần mềm của họ chuyên có mảng đó thôi. Đây thì cũng đây vẫn là ban lãnh đạo cũng đặt hàng nhóm dev làm một phần mềm nào đó. Bên ngoài đặt hàng nhóm dev làm. Nhóm dev của công ty. Ban lãnh đạo đặt hàng nhóm dev làm. Vì chúng ta là công ty chuyên phần mềm. Và phần mềm mà còn đẹp để bán rộng. Còn đây là công ty phần mềm khác đặt ta làm. Rồi thêm nữa là trong nội bộ của công ty chúng ta đặt hàng nhóm dev chúng ta làm phần mềm không phải bán rộng mà dùng trong công việc của chúng ta. Còn đây là bán rộng, đặt hàng và bán rộng. Đấy bạn thấy nó rất đa dạng nha. Rất đa. Thì cái này trong nghề của chúng tôi hay còn gọi một cái câu trong nghề của chúng tôi như thế này này. Cái chỗ này những công ty mà kiểu trên này người ta gọi là công ty làm product. Chứ không phải làm gia công. Gia công này hay là làm theo cái đơn đặt hàng, cái này gọi là làm theo đơn đặt hàng. Mà đến mà đặt hàng tao tao làm cho, tao là công ty chuyên phần mềm nhá. Còn tao éo có thằng nào đặt hàng tao tao tự nghĩ là sản phẩm tao làm thì gọi là làm product. Còn nếu mà tao thằng nào đặt hàng tao làm thì tao gọi là chuyên làm đi theo kiểu là làm đơn đặt hàng. Thằng nào đặt hàng tao làm nhưng mà thực ra mày lại đặt cho thằng khác, mày làm cho thằng khác thì cái gọi là làm gia công. Còn đây thì gọi không gọi là làm sản phẩm hay làm gì cả, đây gọi là của một công ty nha. Đấy, tôi đang chỉ nhìn vế của công ty chuyên phần mềm cơ, thì nó chia hai nhánh làm theo đặt hàng và làm product. Các công ty khởi nghiệp của các bạn nó xếp vào nhánh này. Nếu bạn làm một công ty khởi nghiệp nó xếp vào nhánh gọi là product, tức là làm một cái sản phẩm nha, tức là bạn làm một cái sản phẩm để hy vọng thị trường xài. Đấy. Vậy đến đây, tôi quay trở lại câu chuyện. Như vậy thì khi bạn làm cái game đã xong thì tôi, bạn và bá tánh sẽ xài. Website bán hàng mỹ phẩm của ba má bạn. Ba má bạn không có xài nhiều mà chủ yếu nhân viên xài. Đó, Lazada, Shopee. Đó, tôi, bạn đã bất kỳ ai mua xài. Nào, phần mềm giả sử nếu nói về khâu nội bộ chúng ta là phần mềm FAP. Rồi phần mềm thi EOS Client. Đó, phần mềm thi. Và cái phần mềm ngân hàng đề. Thì nhà trường, ban lãnh đạo, ban giám hiệu đặt hàng cái nhóm phát nhóm 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 dev của FU làm, nhưng mà người xài lại là bạn, tức là các sinh viên, giảng viên, đó. Các nhân viên giáo vụ, tức là nhân viên giáo vụ tức là phòng đào tạo, nó xài. À, nhưng mà thầy hiệu trưởng thì không, không xài. À, đến đây thì bạn đã hình dung thêm được một cái vế tôi vừa nói. Như vậy thì nó phát sinh một cái vấn đề à, khi làm phần mềm. Đấy thì người đặt hàng làm phần mềm, người đặt hàng hay là đưa ra yêu cầu làm phần mềm thì tôi còn gọi họ là customer. Còn cái người người xài cái phần mềm, người dùng cái phần mềm, người dùng phần mềm, người dùng cái phần mềm thì được gọi là end user, user hoặc là user. Vậy người sử dụng phần mềm và hai người này không hẳn là đồng nhất. Hai người này có thể là một, có thể là hai, có thể là hai. Ba má bạn đặt FPT Software, nhắc lại cái câu làm phần mềm kế toán cho nhân viên ba má xài. À, chứ ba má xài làm gì? Ba má còn bận đi lo những cái việc kiếm nguồn khách hàng, nguồn nguồn hàng, nhập hàng cái thứ này nọ. Cho nên ba má bạn customer, còn bên này user. Ban lãnh đạo đặt hàng yêu cầu nhóm dev mày làm game này đi, họ là customer, nhưng người thực sự xài là tôi với bạn. Đó. Như vậy thì cái người mà xài ấy là người người xài, người dùng hay là user,
là người nắm rõ cái mong ước về phần mềm, nắm rõ hơn hẳn cái người đặt hàng. Tôi với bạn xài game, tôi với bạn biết nhu cầu là gì mà. Tôi bạn xài phần mềm back office, tôi bạn biết yêu cầu là gì. Tôi bạn xài Photoshop, tôi với bạn biết nhu cầu là gì mà. Đấy. Người xài, người dùng phải người nắm rõ mong ước phần mềm nha. Mong ước về những tính năng họ sẽ xài. Người nắm rõ. Cho nên khi mà làm phần mềm, vậy thì khi làm phần mềm ta quan tâm đến ai? Đó. Cho nên khi làm phần mềm thì người tận hưởng mà, người làm phần mềm mà người tận hưởng đấy. Khi làm phần mềm à sẽ quan tâm đến hai loại người. Người đặt hàng và người dùng phần mềm đó, hai người này đều quan trọng như nhau. Hai người có thể là một, có thể hai. Ba má bạn dẫn bạn đến cửa hàng Yamaha để mua con xe Exciter cho bạn xài. Ba má bạn chính xác là customer của Yamaha vì ba đó là người xuống tiền, người đặt hàng. Nhưng bạn là người user vì bạn là người thụ hưởng và trực tiếp dùng. Thực chất một điều nếu hiểu tính năng thì bạn hiểu hơn ba má về tính năng của xe. Đó là lý do bạn mới chọn con Exciter. Nên người dùng là người tận hưởng trực tiếp cái phần mềm. Cho nên người ta nắm rất rõ về những cái điều họ đợi đấy. Cho nên khi ba má bạn đặt cái hàng với website bán hàng, thực chất mà điều không phải là theo sở thích của ba má bạn, mà để chiều lòng khách hàng của ba má bạn. Vì đơn giản đó là cái cách để dễ dàng nhất tiếp cận được cái người mua qua website. Và phải website phải bắt mắt để người mua hàng của ba má bạn khoái. Đó, cho nên câu rõ ràng ba má bạn nha, ba má bạn đặt website, đặt làm website bán hàng thì tôi và các khách hàng của ba má bạn sẽ xài website này. Thực chất điều thế giới di động, cái website thế giới di động.com tôi với bạn xài nhiều chứ bộ, chứ ông giám đốc cũng quan tâm gì à, ông giám đốc cũng chỉ nhìn doanh số bán hàng thôi. Chứ nhiều ông chỉ nói một câu, chúng mày làm sao để thu hút cái việc người ta quay vào đây người ta mua dữ dội. Thế thôi, có khả năng cứ suy nghĩ thêm trường hợp live bán hàng luôn cho cái thằng iPhone 13 luôn hay không. Điều mới đó, trước giờ chưa có website nào bán chính, FPT Shop chưa bao giờ, Viễn thông A hay là Đức Cường hay cái gì đó chưa bao giờ thấy. Di động Việt chưa đó, mẹ kiếp bây giờ mình làm thêm tính năng live đi mày. Đấy, họ chỉ nói câu đó thôi. Như vậy thì tôi với bạn sẽ là người khoái cái tính năng live phải không? Đó, cho nên nhớ là câu đấy, người đặt làm phần mềm không có nghĩa là người phải xài, mà để cho người khác xài, để tăng doanh thu, để cho nhu cầu công việc của bên ba má bạn đấy. Cho nên đến đây chúng mình phải nhớ được cái ngữ nghĩa của cái việc. Vậy thì làm phần mềm chốt hạ của ngày hôm nay đấy, hôm nay bạn học được điều đầu tiên. Chốt hạ, làm phần mềm bắt đầu từ customer và user là người xài cái app đó, customer là người đặt hàng. Bắt đầu từ requirement là những tính năng cần có của phần mềm là gì. Những tính năng cần có phần mềm bắt đầu từ đâu là gì. Những tính năng, cứ hiểu tính năng, tiếng Anh dịch tiếng Việt là có thể là feature nha, function, hay đôi khi là function ngao này tỷ. Cái chữ này nó dùng hoán chuyển nhau, đừng đừng có cố gắng dùng, cái dịch nghĩa ra nó gốc ra nó mệt lắm nha. Tin nha, chẳng qua là những màn hình, nó chính là những cái màn hình cộng với cái ô nhập, cộng nút bấm xử lý. Thế thôi, mỗi cái màn hình có cái nút bấm cộng với cái nút là cái ô nhập để xử lý, nó được gọi là tính năng. Login là một tính năng, tạo mới đơn hàng là một tính năng, xem profile của mình là một tính năng, vì cho tao thấy là có nút OK edit hay gì đó đấy đấy. Cho nên tính năng, vậy muốn làm phần mềm thì luôn luôn bắt đầu từ requirement, tức là bắt đầu từ user và từ customer. Vậy thì bây giờ bạn đã hiểu được tại sao bạn phải học cái quá trình làm phần mềm rồi. Nó sẽ bắt đầu nó đi đến từ cái việc là có ai đó phải đặt hàng ta làm cái con mẹ gì đã, chứ không phải là viết code cái gì. Đây chính xác là khái niệm đi tìm đầu bài, tức là lập trình nó tương đương với việc là giải bài chứ không phải là tìm đầu bài. Như vậy thì trong mọi quá trình làm phần mềm thì bắt đầu từ, vậy thì làm phần mềm bắt đầu từ customer, bắt đầu từ requirement. Như vậy requirement là cái thứ đầu tiên của quá trình làm phần mềm. Vậy có requirement xong rồi bắt đầu đi đến đâu?
Nào, bây giờ bắt đầu bạn sẽ xem thử cho tôi cái bức hình. Như vậy, software development process, engineering hay development life cycle. Chọn bức hình bất kỳ thôi. Nào, bạn sẽ thấy. Cho tôi ngừng 30 giây để tôi nói con tôi đem đồ vào. À, xin lỗi mọi người, vì đang bên nhà đang chuẩn bị bữa to, tôi nhờ mọi người đem đồ vào đã. Rồi, vậy thì quay trở lại. Vậy thì để hiểu rằng cách làm phần mềm thì nó sẽ bắt đầu đây. Bạn nhìn tôi chọn một cái hình bất kỳ, software, engineering, life cycle hay development. Thì xin lỗi, phải sửa lại chữ development mới đúng nha. Thì bạn sẽ thấy nó bắt đầu từ cái chữ requirement. À, một quy trình làm phần mềm bắt đầu từ requirement. Tức là khách hàng ơi anh muốn gì? Người dùng ơi anh muốn gì? Tôi sẽ làm cho anh. Như vậy khi tìm được chữ muốn gì rồi thì bắt đầu nó mới đi đến giai đoạn này design, ví dụ đến giai đoạn design. À, tôi sẽ nói chung nha, là cái này để tôi kết thúc được cái nội dung. Nào, như vậy quy trình làm phần mềm bắt đầu này gồm những công việc gì? À, nó đi đến cái mục mà hồi nãy tôi để trước đây. Nhất là requirement, là hiểu requirement, xin lỗi, tức là hiểu được khách hàng muốn gì, khách hàng và user muốn gì, muốn màn hình nào, muốn xử lý như thế nào, màn hình nào. Đó. Tiếp theo, bước số 1. Bước tiếp theo, nó sẽ đi đến một cái bước là design. Họ giả sử tôi muốn login, tôi muốn phân quyền, rồi tôi muốn tạo mới đơn hàng. Đấy, design. Tôi xin lỗi lâu rồi. Vậy trong design mình làm cái gì? Nó có design UI. Bạn phải nói chữ UI nhé. UI tức là các màn hình nhé, user interface, chứ không được nói chữ interface, vì interface nó lộn qua khái niệm interface của lập trình hướng đối tượng. Đó, UI. Rồi database, phải design database chứ. Phải design cái kiến trúc. Kiến trúc. Kiến trúc tức là cái cách chia code ấy. Cách bố trí và cách chia code. Xin lỗi tôi xíu, tôi đóng cái cửa vào nó gió nó hắt. Cái cách bố trí và chia code. Ví dụ như bạn có nghe cái mô hình MVC, nó đó, các bạn đang học ở môn Java Web đó, của kỳ này, nó đấy là phải cách bố trí code, chia code, chứ không có bàn về code vội ngay nhé. Mình phải biết cách là mình chọn kiến trúc nào, à, cách chia code ra sao, phần nỗi nào là phần UI, phần nào phần xử lý database, các thứ này nọ phải chia rõ ra. À, MVC là một dạng. Còn nhiều cái kiểu kiến trúc khác nữa cơ. Rồi, đây là cái gọi là giai đoạn design. Design tức là phác thảo trước những gì cần phải làm. Sau đó bắt đầu. À, ví dụ có mà tôi yêu cầu là phải có màn hình tạo mới đơn hàng thì mình phác thảo cho tạo mới đơn hàng xong. Như vậy tạo mới đơn hàng đó thì đơn hàng phải lưu đâu, phải database phải có. Thì mình phác thảo cái kiến trúc môn Java Web đang học. Đấy, mình phải phác thảo hết những điều này á, phác thảo tức là nói trước á, liệt kê ra thôi chứ chưa cần code. Rồi bắt đầu mới đến giai đoạn này implement. À, implement tức là viết code. Nên tại sao đầu giờ tôi nói các bạn rằng lập trình làm phần mềm đừng có suy nghĩ rằng lập trình làm phần mềm là viết code, nó hẹp lắm, nó còn nông lắm, nó chưa đến, nó phải đi hai đoạn đầu đã. Mà viết code xong thì bạn biết thừa rồi, chưa xong ngay được, nó phải đi tiếp đến giai đoạn test, kiểm thử phần mềm, nó gọi là validation, nó gọi là test, kiểm thử phần mềm. Mình thử để xem nó có ổn không, có bị lỗi, có bug hay không, có xấu xí, có thiếu thông tin không, thiếu màn hình không, thiếu chức năng hay không. Ổn thì bắt đầu mới đến gọi là release, à, tức là gọi là deployment, à, deployment. Rồi sau đó là maintenance, maintenance, bảo trì, nâng cấp. À, đây là toàn bộ. Tất nhiên trên mạng bạn sẽ thấy những hình này nó có thể chia thành những bước nhỏ hơn, nhỏ hơn nha, có thể chia thành bước nhỏ hơn. Nhưng nói chung quanh đi quẩn lại nó chỉ gồm bốn thứ lớn. Thứ nhất là mày muốn làm cái mẹ gì vậy? Nói ra nghe coi. Thứ hai, tao phác thảo tiếp.
Tiếp theo tao bắt đầu tao chính thức viết code, rồi tao kiểm thử và tao bàn giao. Rồi sau đó lại vòng lại cái này cho phiên bản mới hay bổ sung thêm, nó cứ xà quần quanh những cái này thì nó gọi chung là quy trình làm phần mềm, hay là chu trình làm phần mềm, hay vòng đời làm phần mềm. Như vậy thì bốn bước này nó phối hợp với nhau theo có đúng như trình tự này hay không thì nó ra các phương pháp khác nhau. Như vậy thì 4 hay 5 2 cho mình nhìn, nếu theo cách viết của tôi là 1 2 3 4 5. Nhưng mà bạn nhìn đây là 1 2 3 4 5. Vậy 5 bước này, 5 công đoạn này phối hợp với nhau thế nào? Phối hợp nhau như thế nào để ra được phần mềm? Thì nó có nhiều cách, có nhiều cách phối hợp. Cái này cũng giống như bạn tham thể thao bên điền kinh ấy, 5 môn phối hợp, 4 môn phối hợp ấy, có nhiều cách phối hợp. Cuối cùng cũng vẫn đã ra được với nhau để nó trộn bốn cái bước này lại, trộn năm cái bước này lại, năm cái bước trên. Đó, nó có năm, có nhiều cách. Đó, và nó sẽ đẻ ra các phương pháp, ví dụ như phương pháp traditional là một cách, cách truyền thống. Cách thứ hai là cách agile, là một cách nó trộn bốn bước này, nó chẳng qua bốn cái này nó trộn nhau. Ủa thế hóa ra thầy nói với em là bắt buộc phải từ requirement, đúng rồi, nhưng mà requirement trộn như thế nào, có cần phải làm hết requirement hay không, hay làm từng phần một rồi bắt đầu viết code luôn, rồi sau đó quay lại làm requirement tiếp rồi lại viết code tiếp, hay là làm hết sạch requirement xong mới chuyển sang giai đoạn sau? Thì đấy là cách gọi là cách trộn, cách xé lẻ những bước này với nhau, nó phối hợp với nhau. Thì nó có hai cách lớn là cách traditional và cách agile nha. Thì hai cách này các ông giáo sư đang dẫn bạn vào. Đó, đang dẫn bạn vào của môn học 1, môn học 2 và môn học 3. Thì trong Agile này thì nó lại chia thành những nhánh nhỏ. Ví dụ như Scrum là tên của một phương pháp thôi. XP, Kanban, Lean. À, đây là những cách thứ hai, là cách linh hoạt, còn cách này cách truyền thống. Cách truyền thống này nó còn gọi là Waterfall. Và nó còn một vài phương pháp khác nữa đi kèm. Sashimi rồi là V model tùm lum tùa lưa gì, nói chung tóm lại bạn đừng có lo lắng, chẳng qua là đây là cách để những cái cách thức làm phần mềm nó được được trộn với nhau thôi, nhưng bắt buộc luôn luôn trong đó luôn phải có nói câu phải đi tìm xem khách hàng muốn cái con mẹ gì, user muốn cái gì, màn hình gì, vào đâu mình design, bắt đầu mình đến code. Chỉ có điều là những cái này bắt đầu mình hỏi họ hết một lượt hay từ từ mình hỏi họ những requirement, thì đấy là cái cách nó chia ra để nó thành các phương pháp. Thì phần đầu giới thiệu của tôi cho môn này đến đây là tôi kết thúc, để cho các bạn cái cảm nhận để bắt nhịp vào những cái từ và thuật ngữ của các ông giáo sư đang nói trong ba môn đầu tiên. Đó, thì cuối cùng họ cũng có nói những điều tôi vừa nói nha, nhưng bạn hình dung là cái bối cảnh câu chuyện tại sao lại phải có user, tại sao lại phải có customer, và tại sao nó lại phải chia nhiều công đoạn và các công đoạn nó phối hợp với nhau. Đó, thì để học cái Agile một cách là tiện lợi nhất và tốt nhất thì các bạn có thể chụp lại cái hình mà tôi sẽ share trên màn hình. Cái hình này tôi sẽ để đâu đó trên mạng nếu các bạn muốn. Đây là phương pháp phát triển phần mềm mà các bạn dễ hình dung nhất cho một cái app. Một cái app bất kỳ, cái app này app FAP của trường mình nha. Cái hình này tôi lấy ở trên mạng chứ không phải tôi bịa ra. À, hình này nó giả bộ là phải viết phần mềm FAP, hình này của nước ngoài nhá. Nhưng mà nó rất khớp với phần mềm FAP trường mình. Nếu muốn làm phần mềm Pháp của trường mình, FAP trường mình thì phải làm như thế nào? Thì phần mềm trường mình nó gồm khoảng module, module tức là khối chức năng, quản lý sinh viên, khối quản lý thi cử, khối quản lý về bài tập, bài nộp nhà, homework, cái này chính là LMS đấy, khối điểm danh và khối phân quyền, giả bộ có 5 khối công việc. Thì cách làm truyền thống theo kiểu traditional là bắt đầu ngồi phân tích hết cả bao nhiêu requirement, có bao nhiêu requirement phân tích hết ở đây. Tức là, này bác muốn làm quản lý sinh viên để tôi ngồi phân tích hết xem bác muốn các mẹ gì sinh viên, trường trường đại học ấy, FPT ơi, quản lý sinh viên gồm những tính năng nào, cái màn hình gì, bác mang muốn thông tin lưu điểm rồi lưu chuyên ngành học rồi ca mấy các có liệt kê hết, liệt nói chung là hỏi họ hết, tức là bên nhóm dev của bên đại học FPT ấy, phải hỏi hết bên phòng đào tạo và hỏi hết giảng viên chúng tôi tất cả các thông tin liên quan đến cả cái app này. Hỏi xong bắt đầu mới design, design xong bắt đầu mới phát triển code, kiểm thử phần mềm bàn giao. Thì phương pháp này, phương pháp truyền thống là làm từng chặng một, chặng một, chặng một, chặng một đấy, waterfall đấy, chặng chặng chặng. Nhưng phương pháp mà scrum thì nó làm kiểu khác, eo trời, bài toán to quá, chẻ nhỏ ra, tôi gọi là chia để trị. Tao chỉ là tập trung vào mỗi quản lý sinh viên trước, rồi tao éo quan tâm thi cử phức tạp quá. Cho nên bạn nhìn cái title đây này, cái title đó đổi này, đổi này, từ sinh viên gom cả đám này thành requirement không? Giai đoạn 1 tao éo làm, tao chỉ quan tâm tao chia nhỏ lại thành sinh viên, tao chỉ làm tập trung vào sinh viên thôi.
quản lý sinh viên, tao chia thành bài toán thành chữ requirement này, design. Như vậy tao chỉ tập trung vào mỗi sinh viên thôi, tao không tập trung vào thi cử, tao không tập trung điểm danh, tao chỉ tập trung lưu hồ sơ và điểm thôi. Thì như vậy tập trung vào cái module này, làm xong rồi bắt đầu mới chuyển qua module kế. Đó, là module kế là exam, lặp lại hết toàn bộ cái quá trình, lại phân tích xong thi cử có cái con mẹ gì, lúc này chỉ tập trung vào mỗi việc thi cử thôi. Hỏi họ hết rồi bắt đầu viết code cho đúng phần thi cử, lúc này ráp hai cái này lại một thành được hai module, rồi thành ba module, thành bốn module. Tức là đích đến là như nhau, nhưng cách làm là khác nhau, thì người ta gọi là phương pháp methodology. Ông giáo sư ông sẽ giảng bạn theo kiểu như thế này. Tất nhiên, ông sẽ vẽ những cái mô hình khác, nhưng mà tôi vừa giới thiệu nhanh cho các bạn để hiểu được nội dung môn học và quy trình làm phần mềm. Đó, thì bạn có thể lấy cái hình này như của tôi như là một cái để dễ hiểu bài giảng của ông giáo sư. Thì bài giảng của ông giáo sư ông chỗ này ông sẽ có một hình khác. Ông sẽ chia đều cái khoảng này. Đó, ông vẽ ông giảng cái phần này thành những khoảng đều nhau. Nhưng cái khoảng đều nhau 2 tháng, 2 tháng, 2 tháng, 2 tháng. Còn đây là 1, 2, 4 tháng. Nó lộn xộn. Thì cái cách mà ông chia đều đó thì ông dùng một cái sơ đồ khác. Sơ đồ đây, đây. Tôi lấy sơ đồ bạn xem. Đó, để bạn hình. Nhưng bữa sau tôi sẽ giảng tiếp nha. Chưa đâu, tôi hôm nay tôi mới mồi trước cho bạn thôi. Ông ấy lấy cái hình này nè. Ông giáo sư Ấn Độ của bạn này, ông lấy cái hình này nè. Hình này nè. Tôi sẽ giảng cái hình này vào tuần sau. Sau nữa khi mình gặp nhau. Nha. Tôi sẽ giảng cái hình này. Ông giáo sư Ấn Độ ông lấy hình này ông giảng. Nha. Thì tôi sẽ giảng cái hình này cho các bạn. Nó là phương pháp. Và waterfall, à, phương pháp Scrum. Đây, nó là chính hình này này. Đó, và tôi vừa mới dẫn vào bạn vào cái khái niệm tại sao nó lại có phương pháp phát triển phần mềm khác nhau. Chỉ đơn giản là các bước phối hợp nhau, nhưng mà đích đến là phần mềm. Nhưng quan trọng nhất phải nhớ cho tôi là bắt đầu từ khách hàng, từ user, tức là cái nơi mà sẽ xài và thụ hưởng phần mềm của ta. Thì tôi tin rằng cái nội dung này nó sẽ giúp các bạn không bị bỡ ngỡ khi bạn học môn. Và không chỉ đơn giản là học mà còn phải hiểu câu chuyện ngoài thực tế. Nó là như thế. Để sau này mình còn vào đời, mình đi thực hành, đi thực tập, mình đi làm thực sự, thì những câu chuyện tôi vừa giảng cho các bạn, chắc chắn các bạn gặp hết. Chỉ có điều là tôi đã hệ thống hóa cho các bạn trước, thì các bạn sẽ đỡ bỡ ngỡ. Sao? Tình hình ôn bài và học bài và mentor như thế này có phàn nàn gì không? Trả lời. Không thầy. Dạ không. Ok là thầy. Rõ ràng chưa? Được rồi. Phần giảng này tôi sẽ post lên trên YouTube luôn để các bạn có thể nghe lại nếu các bạn muốn nha. Để các bạn có thể nghe lại. Rồi, bài giảng tôi dừng ở đây. Mọi người có càm ràm, có cần hỏi han gì không, có feedback gì không ạ? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Rồi, vậy cảm ơn các bạn. Vì mọi người về nhà tranh thủ học đi nhá. Khi tôi giảng cái này bắt đầu bạn vào nghe bắt nhịp cái phương pháp của ông sẽ dễ hơn. Vì các bạn biết là tại sao nó phải có cái phương pháp đó. Tại sao lại phải tồn tại? Ví dụ ông sẽ nói về user và customer, khó khăn để có trong cái việc là tìm kiếm được yêu cầu của khách hàng. Đấy lại loại vậy, vì khách hàng đâu phải dễ dàng để họ nói câu chuyện của họ. Đấy loại vậy. Thì thế sẽ có những phương pháp phát triển phần mềm khác nhau dựa trên cái cách tiếp xúc với khách hàng và tiếp xúc với customer và user. Đấy. Thì tôi đã dẫn nhập cho bạn rồi. Thì bạn cứ thế mà tự tin mà học. Nhưng nên nhớ học đi nhá. Vì lý do là chúng ta đã đi qua 4 tuần rồi. Chúng ta còn nhiều môn, đặc biệt kỳ này các bạn còn môn Java Web nó khó nữa. Đó, cho nên là mình phải tranh thủ những lúc nào mình nhức đầu môn Java Web thì lấy môn này ra học đi. Coi như mình vừa song song để tăng cái tiến độ mà lại không có cảm giác bị hụt hơi. Rồi cũng không cảm giác nó nản khi thấy khối lượng công việc quá nhiều. Và tôi tin rằng phần dẫn nhập của tôi các bạn sẽ rất dễ bắt nhập vào môn học. Đấy. Thì tuần sau nữa gì đó theo cái lịch thì mình sẽ gặp nhau. Thì tôi sẽ giảng tiếp vào cái phần mà thực hành của Scrum để bạn dễ hình dung hơn. Một cái phương pháp làm việc làm cụ thể. Đấy thì tôi sẽ hướng dẫn bạn thao tác cụ thể luôn chứ không nói lý thuyết chay giữa Ấn Độ. Thì ông giáo sư Ấn Độ ấy, thì khi đó bạn cũng vừa coi như là có được cái giá trị của cái việc học online, vậy vẫn có được cái kiến thức. Thì đấy là điều tôi mong muốn và nhà trường cũng mong muốn gửi đến các bạn như vậy. Về nhà tranh thủ học nhé, chứ còn chờ vài bữa nữa giãn cách rồi mình ăn chơi nhảy múa rồi lại nọ, nó lại khiến mình sao nhãng nhiều lắm đấy, không có đùa đâu. Giờ tranh thủ đi. Rồi, cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn mọi người. Tôi sẽ post cái bài này hôm nay, tối nay nhé. Chắc là tôi sẽ post, chờ video nó render xong thì tôi sẽ post luôn để các bạn có thể tham khảo. Rồi lên cày xem những cái video khác của tôi để gia tăng thêm lượng kiến thức nền mà tôi trang bị cho các bạn. Điểm danh tôi đã điểm danh rồi nhé. Không ép các bạn phải có mặt. Đấy là điều mà tôi đã nói các bạn rồi. Đóng tiền thì đã đóng rồi. Còn không học thì là lỗi của các bạn chứ không phải lỗi của nhà trường và lỗi của ba má nữa. Nghe chưa? Dạ thầy. Ok. Rồi bye bye mọi người.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, vui vui vẻ bên cốt và hạnh phúc bên gia đình và giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn mọi người. Dạ, mình gặp nhau sau nha. Dạ. Bye bye thầy. Bye bye các bạn. Nè, chào các bạn. Chúc thầy mau khỏe ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cứ off đi. Tôi biết rồi.